chân tứ vạn niên chương 1675, tai tiếng đại vụ kinh thiên. Đúng. Long Dương quân quay đầu nói, nhưng mặt khác, liên bang khẳng định cũng biết hạm đội hắc phong thẩm thấu ở trong liên bang, cũng không khó phán đoán ra thời gian hạm đội hắc phong sẽ phát động đánh bất ngờ ngay tại gần đây nhưng liên bang chung quy không có khả năng bởi vì nhất thời không ổn, liền vĩnh viễn kéo dài không tiến hành tuyển cử. Đúng không? Huống chi, nếu có thể biết trước về địch, nói không chừng đây ngược lại là cơ hội tốt một hơi đánh tan chủ lực của hạm đội hắc phong nếu không ngươi cảm thấy vì sao vừa vặn là lúc này trên tàu đông đóng sẽ xảy ra người tu tiên phản loạn chứ tâm tư lý diệu xoay chuyển thật nhanh thốt ra ngươi cảm thấy đây không phải sự kiện cô lập long dương quân cười nói ta hôm nay đi phân bộ bí kiếm cục ở thiên hoàng giới tìm đọc không ít vụ án lớn vụ án đặc biệt trăm năm qua đặc biệt hội đế lâm cùng với hội trưởng lữ kinh trần của bọn họ ta không cảm thấy Lữ Kinh Trần sẽ là một người lỗ mãn, không đầu không đuôi. Cũng không tin hắn sẽ ở dưới tình huống không có kế hoạch tiếp theo, đã tùy tiện kích động Đinh Chính Dương và Thành Huyền Tố, phát động một hồi phản loạn nhất định thất bại. Nếu thật muốn phản loạn, ở lúc hạm đội Hắc Phong xâm nhập liên bang quy mô lại phản loạn, để liên bang lo chỗ này mất chỗ kia, bất ngờ không kịp đề phòng, không phải càng tốt sao. Vô luận hội đế lâm và hội quỷ ảm nguyệt quan hệ như thế nào, Lữ Kinh Trần có phải thủ hạ của Kim Tâm Nguyệt hay không? Trận phản loạn này có phải trò dụ rắn rời hang hay không? Chuyện này cũng không đơn giản như vậy. Rất có thể chỉ là vòng đầu tiên của kế hoạch khổng lồ nào đó, là liên bang. Ít nhất là Kim Tâm Nguyệt ra chiêu thứ nhất đối với hạm đội Hắc Phong. Cho nên nói, ta cảm thấy không cần tới bao lâu, hạm đội Hắc Phong và phương diện liên bang đều sẽ có hành động, hai bên đều sẽ ra chiêu. Bây giờ tổng tuyển cử đã tiến vào gây cấn, cách bắt đầu bỏ phiếu chỉ còn lại có hơn một tháng, hạm đội Hắc Phong không có khả năng đợi tới sau đó mới làm ra phản ứng, cho nên đâu chỉ là lửa xém lông mày. Quả thực là lửa độc âm hiểm nhất, sắp đốt tới con mắt rồi. Lý Diệu không ngừng vuốt ve cánh mũi của mình, lâm vào suy tư thật sâu, trầm ngâm nói, có đạo lý, ta cảm thấy chúng ta nên đẩy nhanh tiến độ, tốt nhất có thể tìm cái cớ, sớm này đến thiên nguyên giới ở trước khi tất cả âm mưu bùng nổ, chạy tới trái tim của liên bang trước. Buổi tối này, Lý Diệu ở lại trong phòng Long Dương quân thật lâu, hai bên luôn luôn thôi diễn kế hoạch tiếp theo của liên bang cùng hạm đội Hắc Phong. Có đôi khi Lý Diệu sắm vai hạm đội Hắc Phong, Long Dương quân đại biểu liên bang, có đôi khi thì trái lại. Nhưng tin tức bọn họ nắm giữ vẫn là quá ít, cũng không đủ để tiến hành thôi diễn chính xác đối với thế cục quỷ quyệt khó lường trong một tháng tương lai, càng nhiều hơn đều là lý luận suông. Thẳng đến 3 giờ đêm, Lý Diệu mới trở lại phòng mình, Ngủ say ở trong từng cái mộng cảnh kỳ quái. Một đêm này hắn ngủ rất không ngon. Khi thì mơ thấy hạm đội hắc phong xé rách bầu trời, trực tiếp xuất hiện ở liên bang trên không quê nhà của mình. Khi thì mơ thấy từng con yêu ma hình thù kỳ quái từ trong linh võng chui ra ở trên đầu mỗi người cười dữ tợn. Khi thì lại có giấc mơ lạ rất lâu rồi chưa từng có. Về tới địa cầu không có linh năng, không có người tu chân, chỉ có khoa học kỹ thuật, nhìn như một mảng an bình tường hòa nhưng địa cầu này lại bị một tầng sương mù mờ nhạt bao phủ, vô luận hắn tìm kiếm như thế nào, cũng không tìm thấy thứ kênh kênh kế hoạch muốn hắn hủy diệt. Khi Lý Diệu bị tiếng động lớn ngoài cửa sổ đánh thức, cho rằng mình ít nhất ngủ non nửa ngày, nâng cổ tay nhìn qua, mới qua đi hơn 3 giờ, bây giờ ngay cả 7 giờ sáng cũng chưa tới. Mặc dù ở trong thành thị vòng tròn đồng bộ quỹ đạo không chú trọng phân chia ngày đêm gì cả, đây cũng nên là sáng sớm tuyệt đại bộ phận mọi người ngủ say. Chuyện gì vậy? Lý Diệu đẩy ra cửa sổ nhìn lướt qua, nhất thời bị cảnh tượng sôi sục của đám đông bên ngoài chấn kinh. Bên ngoài khách sạn bọn họ ngủ, hơn một ngàn người như thủy triều vây quanh, trên bầu trời lơ lửng mấy trăm chiếc xe thoi bay. Nhìn từ bọn họ cầm các loại pháp bảo ghi âm quay hình, còn có trạm truyền linh võng kiểu di động công suất mạnh mẽ trên xe thoi bay, đều là phóng viên của các nhà truyền thông lớn. Tách tách, tách tách. Chào ngài, chúng ta là phóng viên mạng thời sự thiên hoàng, Xin hỏi ngài là thành viên đoàn đại biểu chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải sao? Có thể phát biểu một phen cái nhìn đối với chuyện xấu xa này không? Chúng ta là quan sát quân sự tuyến đầu, xin hỏi chuyện này sẽ ảnh hưởng hợp tác quân sự chiều sâu giữa nước Cộng hòa Tinh Hải cùng Tinh Diệu Liên bang không? Hai bên thật sự còn có thể đồng lòng hợp sức, cùng nhau đối kháng đế quốc không? Chúng ta là trang web nhân vật, xin hỏi chuyện này quý phương trước đó có biết tình huống không? Ý nghĩa quý phương ở trong tuyển cử kế tiếp tuyệt đối ủng hộ Đinh Linh Đan, mà đã không muốn nhìn thấy Kim Tâm Nguyệt lên đài hay không? Các phóng viên giống như kền kền lượng lờ giữa không trung, không ngừng tìm kiếm xác thối, Lý Diệu con kền kền chính quy này vừa mở cửa sổ đã bị bọn họ phát hiện. Tuy có tận hai trung đội đặc công bí kiếm cục cùng cảnh sát địa phương canh phòng nghiêm ngặt, vẫn có vô số phóng viên đều điên cuồng chen lên, liều mạng đem các loại pháp bảo khuếch đại âm thanh kiểu lơ lửng ném về phía Lý Diệu cùng lúc ném đến còn có các loại vấn đề làm Lý Diệu cảm thấy bất ngờ, không biết chống đỡ như thế nào. Thật sự là gặp quỷ rồi. Đoàn đại biểu chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải tới thăm Tinh Diệu Liên bang, cũng không phải chuyện lén lút mà là một lần tới thăm chính đại quan minh hữu hảo. Trong đoàn đại biểu tự nhiên có người phát ngôn tin tức tồn tại, trước đó vài ngày cũng từng tổ chức hội tuyên bố tin tức, từng giới thiệu nhiệm vụ cùng mục đích lần đi thăm này tự nhiên đều là loại ở trên mặt bàn. Phóng viên và dân chúng bình thường tin diệu Liên bang biết đoàn đại biểu sắp tới, nhưng cũng chưa đem lần tới thăm này coi là chuyện cực kỳ quan trọng ít nhất, so với tuyển cử nghị trưởng tối cao hừng hực khí thế của Liên bang, cùng với hạm đội Hắc Phong uy hiếp mà nói, nhiệt độ của tàu đông đóm cũng không phải vị trí số 1. Trước đó vài ngày, cũng có một số phóng viên muốn phỏng vấn thành viên đoàn đại biểu, nhưng chưa từng biểu hiện điên cuồng như thế, cách mỗi 3 ngày một lần hội phóng viên theo lệ, đã đủ để ứng phó bọn họ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vụ tai tiếng. Vụ tai tiếng gì? Lý Diệu vừa mới khép cửa sổ, đem các loại nhốn nháo cùng ồn ào đều trắng ở sau người, máy tính mini liền dồn dập trung lên. Hắn thu được một cái linh hạt truyền thư của Long Dương Quân, chỉ có ba chữ đơn giản. Bắt đầu rồi. Phía dưới là một chuỗi địa chỉ mạng, đều là trang web tin tức, khu thảo luận quân sự cùng chính trị lớn nhất của tinh diệu liên bang, loại mỗi ngày vài tỷ người đồng thời online tùy tiện mở ra vài trang web, vô luận người nào cũng giống nhau, tất cả đều bị cùng một dòng tin tức hoàn toàn dính đầy toàn bộ trang. Vụ tai tiếng lớn kinh thiên của hội quỷ ảm nguyệt Từ trước tới nay, hội quỷ ảm nguyệt do Kim Tâm Nguyệt lãnh đạo, luôn cùng hội đế lâm do Lữ Kinh Trần lãnh đạo tồn tại quan hệ không minh bạch, chơi trò nuôi cho béo rồi thịt thậm chí âm thầm sai sử lữ kinh trần ở trên tàu đông đóng phát động người tu tiên phản loạn mưa toan mượn đau giết người đem minh hữu của chúng ta nghị hội chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải một lưới bắt hết, lại do hội quỷ ảm nguyệt tới thu thập tàn cục, dọn sạch chướng ngại cuối cùng nước Cộng hòa Tinh Hải gia nhập tinh diệu liên bang, trở thành chiến tích lớn nhất tranh cử nghị trưởng của Kim Tâm Nguyệt. Kim Tâm Nguyệt phản bội minh hữu của chúng ta, phản bội liên bang, phản bội lý niệm người tu chân, cô ta là lữ túy thứ hai, không xứng trở thành lãnh tụ tinh diệu liên bang. Lý diệu mặt trầm như nước, xem từng tin tức, phát hiện ngọn nguồn toàn bộ tin tức đều ra từ một phần văn kiện mật nặc danh báo lên. Người sáng tác phần văn kiện mật này tự xưng là Nguyệt Lạc, ngay tại đêm qua, đem văn kiện mật cùng lúc đưa cho vài tạp chí lớn cực có sức ảnh hưởng cùng sức công khai thông tin của liên bang. Phần văn kiện mật này miêu tả, không khác là bao với đám người Lý Diệu, Long Dương Quân trước đó đoán. Trên văn kiện mật trái lại chưa nói Lữ Kinh Trần nhất định là thủ hạ của Kim Tâm Nguyệt, lại lấy ra một ít chứng cứ nhìn như có thể tin, chứng minh giữa hội đế lâm và hội quỷ ảm nguyệt tồn tại muôn vàng quan hệ. Kim Tâm Nguyệt vì hội quỷ ảm nguyệt, cơ quan tình báo số 2 liên bang phát triển, cố ý nuôi cho béo rồi thịt, phóng túng hội đế lâm bành trướng và tàn sát, để từ nghị hội kiếm được nhiều kinh phí hơn, để hội quỷ ảm nguyệt của mình cũng đồng bộ mở rộng và thăng cấp, cũng ở trong một quá trình này, thành lập liên hệ tầng sâu hơn với Lữ Kinh Trần. Đủ loại quá khứ, tự nhiên không cần phải nói, chỉ nói một lần này, Kim Tâm Nguyệt để lửa khinh trần kích động người tu tiên trên tàu đông đóng phát động phản loạn trước, để người tu tiên và phái ngoan cố trong chính phủ lưu vong lưỡng bại câu thương. Sau đó, nhân mã của cô lại đi ra ngư ông đắc lợi, khống chế đại cục tàu đông đóm. Kế hoạch này nếu có thể thành công, chẳng những tàu đông đóng cùng với thần thông và bí bảo đến từ tinh trung ương hải đều có thể hợp lẽ nhét vào hệ thống liên bang, mà uy vọng cùng thực lực của Kim Tâm Nguyệt cũng sẽ bành trướng rất lớn, để sớm khóa được thắng lợi tổng tuyển cử. Phần văn kiện mật này của Nguyệt Lạc không phải là làm ra phỏng đoán không có bằng chứng, mà là kèm theo không ít văn kiện, tư liệu thậm chí video làm chứng cớ. Lý Diệu là người đích thân trải qua cả sự kiện, lấy thái độ vô cùng hoài nghi đi phân tích những chứng cớ này, cũng không nhìn thấy chút khả năng làm giả nào. Cả sự kiện, 89 phần 19 là như phần văn kiện mật này nói, là một bố cục kim tâm nguyệt sắp đặt. Đương nhiên, quan hệ của cô cùng hội đế lâm, rốt cuộc là nuôi cho béo rồi thịt, hay là miếng mồi cố ý thả ra hấp dẫn người tu tiên, để một lưới bắt hết, điều này thì mỗi người một ý. Vô luận như thế nào, kế hoạch của Kim Tâm Nguyệt thất bại. Nguyệt Lạc cỡ cuối văn kiện mật nói, chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải đã sớm nhìn thấu âm mưu phản loạn của người tu tiên bên trong, chẳng qua là tương kế tự kế, dụ rắn trời hang, một lưới bắt hết mà thôi. Mà bọn họ không những sạch sẽ lưu loát trấn áp phản loạn bên trong, còn tìm hiểu nguồn gốc nhìn thấu mưu đồ của Kim Tâm Nguyệt. Thân là Bộ trưởng Bộ Phát triển Liên bang, Hội trưởng Hội Quỹ Ảm Nguyệt tổ chức tình báo số 2 Liên bang, người cạnh tranh mạnh mẽ nghị trưởng tối cao Liên bang nhiệm kỳ tiếp theo, Kim Tâm Nguyệt vì đi lên ngai báo quyền lực chí cao vô thượng, thế mà làm ra loại chuyện này đối với minh hữu thân mật nhất của chúng ta. Ở giữa chúng ta cùng minh hữu tạo thành vết nứt không thể khép lại. Loại cách làm trà đạp điểm mấu chốt này, so với bí kiếm cục trưởng Lữ Túy 100 năm trước, lại có gì khác nhau? Bây giờ, Chuyện này đã dẫn tới phương diện chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải bất mãn nghiêm trọng. Nếu Kim Tâm Nguyệt thật sự lên đài, hợp tác của hai bên vô cùng có khả năng sẽ tụt một bước dài thậm chí hoàn toàn thất bại. Kim Tâm Nguyệt là tội nhân liên bang rõ đầu rõ đuôi, lữ túy thứ hai, thân là trong một thành viên còn có lương tri hội quỷ ảm nguyệt, thân là một công dân đích thực nhiệt tình yêu thương tinh diệu liên bang, ta có trách nhiệm, có nghĩa vụ, phải đánh bạc tất cả, không tiếc sinh mệnh, hoàn toàn vạch trần mặt mũi thật của cô ta. Lý Diệu ngừng thở, từng câu từng chữ xem xong nguyên văn của Nguyệt Lạc. Loại hương vị nghiến răng nghiến lợi, vô cùng đau đớn kia giữa những hàng chữ sôi nổi trên giấy. Nguyệt Lạc ký tên này phi thường rõ ràng. Trong tên Kim Tâm Nguyệt mang chữ Nguyệt, trong tên Hội Quỷ Ảm Nguyệt cũng có chữ Nguyệt, Nguyệt Lạc, chẳng lẽ không phải muốn không tiếc tất cả, lật đổ Kim Tâm Nguyệt sao? Không ngờ tối hôm qua vừa mới tán gẫu với Long Dương quân chuyện gió thổi mưa dông trước cơn bão, nhanh như vậy hai bên đã lộ ra răng nanh, nhanh đến mức hắn cũng có chút trở tay không kịp. Lại không biết, một chiêu này, rốt cuộc là do ai phát ra. Lý Diệu nghĩ một chút, vào phòng thông tin bên cạnh phòng xếp chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Trong phòng thông tin có một bộ máy tính siêu cấp công suất lớn, trải qua một mạng Internet riêng biệt, có thể trực tiếp liên hệ văn phòng nghị trưởng tàu đông đóm. Hắn là đặc sứ của Thôi Linh Phong, tự nhiên có được quyền lực hướng Thôi Linh Phong báo cáo công tác bất cứ lúc nào. Khi mở ra màn hình, có thể nhìn thấy văn phòng nghị trưởng tàu đông đóm cũng là một mảng người ngã ngựa đổ, lúng cúng tay chân. Thôi Linh Phong mặt trầm như nước, cao mày, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nghị trưởng từng xem thứ nguyệt lạc tung ra chưa? Lý Diệu cũng không quản có người nghe lén tuyến đường này hay không, nghe lén cũng không sao cả, bây giờ quan trọng nhất chính là giải thích rõ ràng, miễn cho tạo thành hiểu lầm tầng sâu hơn nữa, người của chúng ta làm. Đương nhiên không phải, chúng ta sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy thôi linh phong quả quyết phủ quyết cho dù chúng ta thật sự hoài nghi là kim tâm nguyệt ở sau lưng thao túng tất cả nhưng thứ nhất chúng ta chưa có chứng cớ xác thực không có khả năng tùy tiện hoài nghi một cao tầng của nước bạn dẫn phát trung chuyển không thể đoán trước thứ hai đây cũng là một tấm thẻ đánh bạc phi thường có giá trị một khi kim tâm nguyệt thật sự lên làm nghị trưởng liên bang tấm thẻ đánh bạc này liên có thể âm thầm vứt cho cô ta trao đổi với cô ta lợi ích càng thêm thực tế quy tắc trò chơi chính là như thế ta biết ngươi biết ngươi cũng biết ta biết ngươi biết nhưng ta giả vờ không biết nói ngươi biết ngươi cũng giả vờ không biết nói ta đang giả vờ không biết nói ngươi biết đây là chính trị tinh diệu liên bang nghĩ cách muốn thẩm thấu ở trong tàu đom đóm chúng ta còn không phải tương tự cũng phái ra lượng lớn nhân viên tình báo trăm phương nghìn kế thẩm thấu đến bên trong liên bang nước bạn là nước bạn dung hợp là dung hợp thẩm thấu là thẩm thấu. Chúng ta bên này đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không làm chuyện thái quá như vậy, đem trò chơi nên ở dưới mặt bàn tiến hành, đâm tới trước mặt công chúng. Huống chi, ngươi cũng nhìn thấy trình độ tường tận của quả bom này, liên lụy đến rất nhiều chi tiết bên trong hội quỷ ảm nguyệt, mấy thứ này là chúng ta tuyệt đối không thể nắm giữ. Cho nên, tuyệt đối không phải chúng ta làm, nguyệt lạc có một kẻ khác. Lý Diệu gật đầu, rõ rồi, vậy đoàn đại biểu chúng ta bây giờ là lập trường gì bốn chữ không thể phụng cáo thôi linh phong nói thẳng đến giờ phút này quả bom này vẫn như cũ là tin đồn chưa có chút chứng cứ mang tính thực chất nào ít nhất đối mặt công chúng liên bang chúng ta không cần thiết biểu lộ bất cứ thái độ nào miễn cho lửa cháy đổ thêm dầu ta đã thương lượng với hạ đoàn trưởng của đoàn đại biểu để hắn và phương diện liên bang tiến hành bàn bạc khẩn cấp cố gắng hóa giải hiểu lầm cùng nghi ngờ của hai bên đừng để chuyện này ảnh hưởng hợp tác với nhau mặt khác thời điểm muộn một chút ta sẽ trực tiếp trò chuyện với chu nghị trưởng của tinh diệu liên bang tiết tấu các ngươi nhắm chừng phải nhanh hơn ta mơ hồ cảm thấy quả bom này sẽ không là sự kiện cô lập nếu thực có âm mưu gì nhất định rất nhanh sẽ bùng nổ kim tâm nguyệt thân ở trung tâm âm mưu này cô ta giờ phút này đang ở thủ đô liên bang thiên nguyên giới thiên đô thị các ngươi phải nhanh một chút chạy tới thiên đô thị đi ta sẽ an bài các ngươi gặp chu nghị trưởng liên bang nhớ lấy vô luận chúng ta quá khứ tồn tại bao nhiêu khác biệt bây giờ đều phải lấy đoàn kết số một hợp tác số một mọi người đều là người tu chân là anh em môi hở răng lạnh lâm đội trưởng ngươi hiểu ý tứ này chứ lý diệu biết đoạn lời này chưa chắc là nói cho hắn nghe vẫn dứt khoát lưu loát gật gật đầu rõ nếu phương diện liên bang đối với tra tìm nguyệt lạc này có nhu cầu gì Thôi Linh Phong nói, ta lệnh cho ngươi hướng liên bang cung cấp tất cả trợ giúp, hết sức phối hợp phương diện liên bang làm việc. Lý Diệu, vâng. Chấm dứt trò chuyện với Thôi Linh Phong, tiếng ồn ào ngoài cửa sổ càng lúc càng vang dội, trên hành lang bên trong khách sạn cũng vang lên tiếng đi lại ồn ào. Lý Diệu chưa chịu những thanh âm này quấy nhiễu, biết việc này không phải chính phủ lưu vong nước Cộng Hòa Tinh Hải chọc ra, hắn thở vào nhẹ nhõm một hơi thật dài, môi hở răng lạnh, Thôi Linh Phong có thể nghĩ như vậy, thật sự quá tốt rồi. Hắn lại quay đầu lại, tỉ mỉ xem phản ứng đối với việc này trên các trang web cùng diễn đàn lớn. Tin tức lớn như vậy, trên mạng tự nhiên đã sớm sôi trào, nhưng có lẽ là vì nội dung quá mức lớn, ngược lại khiến người ta có loại cảm giác không biết nên đánh giá như thế nào, tuyệt đại bộ phận người dùng mạng trung lập đều đang yên lặng chờ xem biến hóa tiếp theo, chờ đợi chính phủ liên bang lấy ra một kết luận rõ ràng. Mà một bộ phận nhỏ người ủng hộ kiên định với Đinh Linh Đan, thì mắng nhau với người ủng hộ kiên định Kim Tâm Nguyệt. Người trước mắng Kim Tâm Nguyệt là Lữ Túy thứ hai, phản đồ liên bang, Medusa rắp tâm hại người, vì làm nghị trưởng thế mà làm ra loại chuyện này, không những không có tư cách làm nghị trưởng, quả thực nên đưa vào ngục giam mới đúng. Người sau thì mắng người trước là vu oan hãm hại, là vì để Đinh Linh đang đi lên ngôi báo nghị trưởng, mới không để ý đối đầu kẻ địch mạnh, bị đặt ra vụ tai tiếng như vậy, hướng trên người Kim Tâm Nguyệt hắt nước bẩn, rất có hiềm nghi xé rách liên bang. Lý Diệu biệt mũi lật hồi lâu, lại xem một lần tâm điểm, nguyệt lạc, phát hiện hắn dùng từ đặt câu rất không chú ý, lời nói như là tội nhân liên bang, vân vân, thật sự quá mức cực đoan, bộ dáng nhìn qua bằng cấp không cao. Nhưng một khi đề cập đến chi tiết cụ thể, lại tương đối nghiêm cẩn, không có kinh nghiệm một thời gian công tác thâm hậu, là tuyệt đối không viết ra được. Chẳng lẽ chân tướng là theo như lời chính hắn, hắn là một thành viên hội quỷ ảm nguyệt, là chưa hết nhân tính xuất phát từ lòng căm phẫn mới liều chết bùng nổ lý diệu không phải học sinh tiểu học không tin loại chuyện ma quỷ này cho nên bây giờ vấn đề mấu chốt nhất là nguyệt lạc rốt cuộc là ai còn có đồ đệ tốt kim tâm nguyệt kế thừa toàn bộ tinh hoa diễn xuất của mình thậm chí bao gồm một mặt đen tối của mình truyền thừa rốt cuộc ở đâu đang có tính toán gì đây lý diệu dây dây mũi bỗng nhếch môi vô thanh vô tức cười lên mình và kim đồ dị hai đại cao thủ tài hoa phái diễn xuất dạy dỗ một kim tâm nguyệt như vậy lại trải qua trăm năm rèn luyện không có khả năng dễ dàng như vậy bị một phần bê bối nho nhỏ lật đổ chứ tiểu nguyệt nguyệt người rốt cuộc đang chơi trò gì vậy vi sư thật sự sốt ruột không chờ được muốn thưởng thức thật kỹ thiên nguyên giới thiên đô thị quảng trường ngày 20 tháng 7 hôm nay là ngày kỷ niệm người chết vì chiến tranh thiên hoàng làm lần đầu tiên viễn chinh quy mô lớn của liên bang mới từ khi thành lập tới nay, cũng xem như trận chiến quật khởi liên bang mới quân thật sự mài dũa thành hình, chính phủ liên bang và người mọi tầng lớp xã hội, xưa nay phi thường chú trọng một ngày này. Ngày 20 tháng 7 hàng năm, ở thủ đô cùng các đại thế giới đều sẽ cử hành du hành cùng nghi thức kỷ niệm quy mô long trọng, đại lão các bên của liên bang đều sẽ tụ tập ở thiên đô thị trước đi kỷ niệm anh hùng chiến tranh thiên hoàng, hướng dũng sĩ hy sinh kính tặng vòng hoa ngay cả hai nhân tuyển nghị trưởng vốn đang chạy khắp thế giới đến các nơi diễn thuyết và kéo phiếu bầu cũng không ngoại lệ. Đinh Linh Đan và Kim Tâm Nguyệt không hẹn mà cùng về tới thủ đô xuất hiện ở trước bia kỷ niệm. nghi thức kỷ niệm năm nay không khí lại đặc biệt áp lực cùng quỷ quyệt. trên người Kim Tâm Nguyệt như lắp đầy đơn nguyên từ tính công suất cường đại, đem ánh mắt mọi người đều từ trên bia kỷ niệm cứng trắng lôi đi, liên tiếp chiếu đến trên thân cô. tự nhiên là bởi vì vụ chấn động long trời lở đất đó. Nhưng, Kim Tâm Nguyệt lại biểu hiện bình tĩnh, trấn định tự nhiên, mỉm cười khi đối mặt người ủng hộ cùng đau đớn kịch liệt khi đối mặt bia kỷ niệm, vẫn hoàn mỹ không sức mẻ. Cô giống như đặt mình trong mắt bảo cực mạnh, tất cả nghi ngờ, nghi kỵ cùng công kích bên ngoài, đều không tạo thành được chút quấy nhiễu nào. Chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt cô giờ phút này, cho dù mọi người tin tưởng phần văn kiện mật nguyệt lạc kia như thế nào nữa, chỉ sợ đều phải nghiêm túc ngẫm lại, tai tiếng trên mạng thật sự là tin đồn, vô oan hãm hại hắc nước bẩn không có bằng chứng hay không lời đồn chỉ cho trí giả ở trên hội phóng viên sau nghi thức kỷ niệm khi một phóng viên bỗng thoát ly chủ đề kỷ niệm hướng kim tâm nguyệt ném ra vấn đề vô cùng bén nhọn kim tâm nguyệt trang điểm kỹ càng cùng vẻ mặt hoàng mỹ đều không có chút biến hóa chỉ dùng sáu chữ bình thản như nước làm ra đáp lại phần hoàng mỹ này thẳng đến sau khi tiệc tối hôm đó chấm dứt đến lúc đại lão các bên âm thầm gặp mới bị thoáng xé rách một chút đây là một gian hội sở tư gia cực kỳ bí ẩn lệ thuộc siêu cấp hào môn nào đó xếp hạng trước 10 trong 500 tông phái cường đại của liên bang mới. Mà ngồi ở trước mặt Kim Tâm Nguyệt, ba lão già tóc bạc linh diễm thầm sụp sôi, khí tràn cường đại, ẩn hàm tức giận, vẻ mặt khởi binh vấn tội, là trưởng môn 10 đại tông phái trong top 10 trong toàn bộ liên bang 7 đại thế giới. Bọn họ là đại lão liên bang, trên ý nghĩa thật sự, tông phái bọn họ, hai cái đến từ thiên nguyên giới, một cái đến từ phi tinh giới, đều là có được ít nhất 500 niên lịch sử, thâm căn cố đế, bá chủ lâu đời, hào môn trong hào môn. Theo liên bang mới thành lập 100 năm qua, thời kỳ phát triển hoàng kim như vũ bảo, tông phái mỗi người bọn họ cũng nước lên thì thuyền lên, ngày càng bành trướng, trở thành bá chủ vắt ngang qua bảy đại thế giới, hầu như không thể lật đổ. Đặc biệt sớm ở 100 năm trước, Kim Tâm Nguyệt vì yêu tộc sinh tồn, vì để huyết yêu giới sớm này thoát khỏi bóng ma, thế giới chiến bại trở thành thế giới bình thường ngồi ngang hàng với sáu đại thế giới còn lại, để toàn bộ yêu tộc đều có thể giải thoát công xiền, sớm ngày trở thành 100% người liên bang. Khi đó cô đã tìm tới tông phái của các đại lão này, hai bên triển khai hợp tác, hoặc là nói cam tâm tình nguyện bị các đại lão này áp bức cùng lợi dụng. Mượn dùng tài nguyên nhân lực gần như vô cùng vô tận kim tâm nguyệt nắm giữ, tông phái mấy vị đại lão này ở trong cạnh tranh kịch liệt thắng một bậc, 100 năm qua ở trong xếp hạng top 500 của liên bang liên tiếp lên cao, thẳng tới hôm nay, hầu như đem toàn bộ tông phái lâu đời còn lại đều đè ép xuống. Mặc dù một thế lực mới lên khác, tập đoàn Lý Diệu ở trăm năm gần đây cuộc khởi, sau lưng cũng có bóng dáng bọn họ. Ít nhất, Kim Tâm Nguyệt Đại tướng tập đoàn Lý Diệu có thể nói chính là do bọn họ một tay nâng lên đài. Bọn họ là nhà đầu tư vàng cho Kim Tâm Nguyệt tranh cử nghị trưởng, trong mấy chục năm qua mỗi một đời nghị trưởng liên bang lên đài đều không thể thiếu bọn họ ủng hộ, cho nên Kim Tâm Nguyệt có thể cười bỏ qua đối với phóng viên chất vấn, lại không thể xem nhẹ đối với lửa giận của bọn họ. Sao có thể làm thành như vậy? Trong ba vị đại lão, trưởng môn họ triệu ngồi ở bên trái, tay cầm gậy chống đầu rồng vừa dùng gậy chống gõ mặt sàn đá cẩm thạch màu đen, vừa trầm giọng nói, chuyện này rốt cuộc có phải ngươi làm hay không? Việc lớn như thế, Chúng ta trước đó sao không biết tình huống chút nào cả, bây giờ chọc vào rắc rối lớn như vậy, lại nên kết thúc như thế nào? Kim Tâm Nguyệt, ngươi rốt cuộc có biết mình đang làm cái gì hay không? Chưởng môn họ bàn ngồi ở bên phải, thể trọng ít nhất 3-400 cân, xa xa nhìn lại giống như một ngọn núi thịt, trong mái tóc bạc xen lẫn vài lọn màu đỏ, vừa thấy đã biết tính nóng như lửa, không đợi triệu trưởng môn nói xong, đã quát mắt nhìn trừng trừng, mọi người đều biết chúng ta các đại tông phái trung tâm thế giới này tất cả đều đem tài sản đặt ở trên thân ngươi vẫn luôn tận hết sức lực ủng hộ ngươi bây giờ ngươi gây ra vụ tai tiếng lớn như vậy trên thị trường tài chính hỗn loạn có biết chỉ một ngày giao dịch này các đại tông phái chúng ta cộng lại tổn thất bao nhiêu hay không tiền hôm nay bốc hơi trên thị trường cũng đủ luyện chế vài chiếc chiến hạm chủ lực kim tâm nguyệt từ trước tới nay chúng ta đều tuyệt đối tín nhiệm ngươi cho ngươi tất cả sự ủng hộ cần có chưa từng hỏi ngươi thủ pháp làm việc cụ thể chưởng môn họ đồng chính giữa tóc bạc mặt hồng hào thân hình thấp bé giống như trẻ con khuôn mặt lại hung ác nham hiểm đem tay vịn của ghế giữa gỗ hoa lê đen siết tới mức vang lên ken két nheo mắt nói từng chữ một bởi vì chúng ta đều đem ngươi coi là một người thông minh người thông minh thật sự biết cái gì nên làm cái gì không nên làm mặc dù mắt thấy nhiều chỗ tốt nữa cũng tuyệt đối không thể đưa tay vừa đưa tay ra nhất định bị bắt ngươi rất rõ phân lượng lần tổng tuyển cử này đây không phải cạnh tranh giữa ngươi cùng đinh linh đang hai người mà là cạnh tranh giữa ba đại thế giới trung tâm cùng bốn đại thế giới mới chiến tranh rất nhanh sẽ buông xuống ai có thể lấy thân phận nghị trưởng thời chiến dẫn dắt liên bang lấy được trận thắng lợi huy hoàng này đánh thắng trận chiến lập quốc trên ý nghĩa thật sự ai có thể trở thành chúa tể thật sự của liên bang nếu là chúng ta thắng được tổng tuyển cử cũng đánh thắng chiến tranh thì địa vị ba đại thế giới trung tâm ở tinh diệu liên bang không thể dao động nữa mặc dù về sau có nhiều thế giới mới hơn gia nhập liên minh liên bang cũng phải phục tùng trật tự thế giới trung tâm chúng ta định ra tuần hoàng chúng ta các công phái cổ xưa từ thời đại liên bang cũ đã một đường truyền thừa xuống định ra quy tắc trò chơi đây đã là ích lợi của chúng ta cũng là chỗ lợi ích của kim tâm nguyệt ngươi nhưng đinh linh đang khác đó là một nữ nhân cực độ nguy hiểm cô ta căn bản không phải người chơi trò chơi này cô ta căn bản không biết tầm quan trọng của tuân thủ trật tự cũ cũng là muốn đem các thế lực lớn cùng toàn bộ quy tắc thời đại liên bang cũ truyền thừa xuống phá vỡ hết, lấy thế giới mới, quy tắc mới của cô ta thay thế. Một khi Đinh Linh đang thắng được tổng tuyển cử, đi lên ngai báo nghị trưởng tối cao, cũng chiến thắng hạm đội Hắc Phong, như vậy uy vọng của cô ta sẽ như mặt trời giữa trưa, mà lực lượng thế giới mới cũng sẽ tăng cường rất lớn, thế giới trung tâm chúng ta liền vĩnh viễn không có ngày ngẩng đầu, chúng ta các tông phái ngày xưa cũng chỉ có thể chậm rãi suy sụp, hư danh việc này liên lụy rất lớn ngươi rốt cuộc có hiểu không đừng quên huyết yêu giới các ngươi cũng là một trong các thế giới trung tâm đối diện ba đại lão dựng râu trừng mắt kim tâm nguyệt ngồi thẳng ở trên một cái bồ đoàn màu trắng đang cẩn thận tỉ mỉ pha trà hôm nay là ngày kỷ niệm chiến tranh thiên hoàng kim tâm nguyệt mặt đặc biệt trắng trong thuần khiết không những bộ đồ màu đen không mang theo chút hoa văn cùng trang sức ngay cả chiến huy cửu tinh thăng long xưa nay đều đeo ở ngực cũng đổi thành một cái hai màu đen trắng thậm chí ở trên mặt còn che một tấm lộ đen mỏng manh thẳng đến giờ phút này vẫn như cũ chưa tháo xuống bộ đồ này làm cô thoạt nhìn giống như là bị một tầng sương mù đen vĩnh viễn không tan bao phủ khiến người ta căn bản thấy không rõ diện mạo chân thật của cô càng không cần nói xuyên thấu qua bộ dáng của cô nhìn thấu đáy lòng cô đang nghĩ cái gì đối mặt ba đại lão nghi ngờ bén nhọn động tác của kim tâm nguyệt không rối loạn chút nào rửa tay làm ấm chén vào cung Rửa trà, xả bọt, phong ấn, chi trà Mỗi một chi tiết đều hoàn mỹ không sức mẻ Mặc dù là chuyên gia trà đạo cao minh nhất Cũng không bắt bẻ được chút sai sót nào Kim Tâm Nguyệt đem ba chén Tử Long Xuân hương thơm lại lùng ập vào mũi cung kính Đưa đến trước mặt ba đại lão Lại trở lại trên bồ đoàn quỳ ngồi Lúc này mới không chút hoang mang nói Chính bởi vì biết ý nghĩa quan trọng của lần tuyển cử này Ta mới ra hạ sách này Ra hạ sách này Ba đại lão càng thêm tức giận có biết hạ sách của ngươi mang đến cho chúng ta bao nhiêu phiền toái hay không? Kim Tâm Nguyệt mỉm cười, cũng rót cho bản thân một chén nhỏ nước trà ánh vàng rực rỡ, đưa vào lỗ đen, đặt bên môi, lại không uống, chỉ là ngửi chút sự âm ẩm hồi vị vô cùng, ba vị trưởng môn, an tâm một chút chớ nóng. Bây giờ chẳng qua là một ít tinh vỉa hè, các ngươi cần gì phải tự loạn đầu trận tuyến. Nếu loại tai tiếng trên mạng này cũng có thể coi là thật, ta trong nháy mắt cũng có thể cho mọi người trong nghị hội đều có 80 trăm vụ tai tiếng, ngày mai nghị hội liền không có một bóng người. Tóm lại, ba vị trưởng môn cứ yên tâm, vẻn vẹn việc nhỏ, ta sẽ xử lý sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không xảy ra chút sai sót nào. Ngươi đã xảy ra sự cố rồi. Bàn trưởng môn tính nóng như lửa nổi giận đùng đùng nói, thực dựa theo vụ tai tiếng này nói, ngươi nên sạch sẽ lưu loát giải quyết tất cả vấn đề trên tàu đông đóm, kết quả lại là người ta tự mình giải quyết, còn lập tức hoài nghi đến trên đầu ngươi. Tạm thời bất luận chuyện này đúng sai, nhưng đây chẳng lẽ chính là năng lực làm việc của ngươi. Ngươi đang đùa với lửa. Vẻ mặt đồng trưởng môn âm trầm nói, phóng hỏa dễ, dập lửa thì khó. Việc tới nước này, ngươi tốt nhất có thể đem chuyện này giải quyết thích đáng, tuyệt đối không thể lưu lại chút thủ đoạn nào, đặc biệt, nguyệt lạc này, nhất định phải tìm ra. Nhớ kỹ, chúng ta tuyệt không hy vọng nhìn thấy ngươi làm theo ý mình, tự tiện chủ trương như vậy nữa. Vô luận như thế nào, thế giới trung tâm chúng ta nhất định phải thắng được lần tổng tuyển cử này, nếu không. Đồng trưởng môn vừa mới nói một nửa, bỗng hai mắt trợn lên, miệng há ra, nửa câu sau không thể nói nên lời nữa. Mà triệu trưởng môn cùng bàn trưởng môn bên cạnh, cũng vừa mới đem chén trà dơ lên một nửa, toàn thân liền hoàn toàn cứng ngắc, không thể nhúc nhích chút nào. Bởi vì ngay tại giờ khắc này, từ trên người kim tâm nguyệt ổn phóng ra vô biên vô hạn sát khí, giống như là một vạn con rắn độc màu đen, từ trong mặt nạ lụa đen cùng bộ đồ màu đen của cô chui ra, vạn vẹo, mất máy, cuốn quanh, hóa thành từng cái xiền xích màu đen ướt sũng, đem bọn họ khóa chặt hết. Con ngươi của ba gã trưởng môn nháy mắt đã co rút lại đến cực hạn. Bọn họ đều là thuần túy người tu chân loại hình quản lý, hơn nữa đều đã hai ba trăm tuổi, vì công việc tông phái ngày đêm làm lụng vất vả, tinh lực tiêu hao cực lớn, cường độ thần hồn đã sớm càng ngày càng suy yếu. Mà Kim Tâm Nguyệt sớm ở hơn 100 năm trước chính là Thánh Nữ, huyết yêu giới vạn yêu điện tỉ mỹ điều chế ra là cổ máy giết chóc tinh vi nhất. Sau khi thề nguyện trung thành liên bang, dấn thân vào bí kiếm cục, cô lại mở rộng lãnh thổ cho liên bang mới, dẫn dắt tiểu đội ảm nguyệt Nam Chinh Bắc Chiến, vô số lần ở trong chiến tuyến đen tối quỷ quyệt khó lường nhất lăng lê bò toài, chém giết đẫm máu, tu vi là ở trong từng trận ám chiến kinh tâm động phách mài dũa ra chẳng qua mấy chục năm gần đây đặc biệt sau khi đảm nhiệm bộ trưởng bộ phát triển liên bang cô bắt đầu che giấu nanh vuốt chậm rãi chuyển hình hoặc là nói rửa trắng bản thân vẫn luôn lấy tư thái dịu dàng văn nhã thuần khiết vô cùng xuất hiện ở trước mặt công chúng mấy chục năm cũng chưa từng động thủ như thế nào về lâu về dài ngay cả các đại lão liên thủ đem kim tâm nguyệt nâng lên đài cũng đã hoàn toàn quên mất nữ tử nhu nhược trước mắt này ẩn nấp ở trong sương mù màu đen rốt cuộc là kẻ đáng sợ cỡ nào lại đem cô coi là con rối có thể tùy ý nhào nặng. Ba lão Nguyên Anh loại hình quản lý, bị Kim Tâm Nguyệt Nguyên Anh hai lớp quản lý và chiến đấu gần đây cuộc khởi, như mặt trời giữa trưa này gắt gao áp chế, ngay cả mí mắt cũng không thể chớp. Chỉ có chén trà bọn họ bưng trong tay, còn đang không nhanh không chậm bốc hơi nóng. Kim Tâm Nguyệt một lần nữa đứng dậy, bưng ấm trà, chậm rãi đi tới trước mặt ba đại lão, mặt mang nụ cười mỉm ấm áp, hướng chén trà cứng ngắc ở trong tay bọn họ rót trà bị linh năng của cô kích động, trà nóng bỏng như nham thạch nóng chảy. Lặp lại lần nữa, ba vị trưởng môn tuyệt đối nghe cho rõ đây chỉ là việc rất nhỏ, ta sẽ xử lý thỏa đáng. Kim Tâm Nguyệt buông tay, ấm trà nhẹ nhàng lơ lửng ở giữa không trung, chậm rãi xoay tròn. Cô đưa tay đẩy ra sa đen trên mặt mình, lộ ra gương mặt bình tĩnh tự nhiên, nụ cười hoàng mỹ, giống như một mỹ nữ xà từ trong sương mù đen thò đầu ra, hướng ba đại lão, xì xì, thè lưỡi. Còn có, ta rất tò mò, mặc dù ta thật sự xử lý không tốt, các ngươi lại có cái gì nếu không chứ? Nếu không như thế nào, còn có không đến một tháng thời gian, đem ta thay đổi, hoàn toàn cắt đứt với ta, đổi một người khác đi lên cạnh tranh với Đinh Linh Đan. Chật 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 chật, ta sao lại không biết, trong túi kép của các ngươi còn có nhân vật anh hùng ghê gớm như vậy. Trăm năm qua, ta chưa bao giờ để các ngươi thất vọng, Vô luận là vụ án Hùng Viễn 80 năm trước, 52 năm trước, quyền khai thác mỏ đại an tinh vụ đó, còn có dự luật quyền lợi ngang hàng toàn diện trước sau những minh tranh ám đấu này, lần nào không phải chúng ta lấy được toàn thắng, thắng lợi trở về. Trăm năm qua, tông phái các vị sở dĩ có thể ở trong 500 hạng đầu của liên bang liên tiếp lên cao, cho đến sông vào 10 hạng đầu, 5 hạng đầu, đem nhiều quái vật lớn không ai bị nổi như vậy đều đánh sập, bởi vì sao, còn không phải bởi vì chúng ta có thể tín nhiệm lẫn nhau, chân thành hợp tác sao? Ha ha, chúng ta đã sớm là châu chấu trên một sợi dây thừng, quan hệ được thì được cả, mất thì mất cả, ta thật sự bởi vì vụ tai tiếng này mà suy sụp, đối với các vị lại có lợi gì đâu. Bọn họ có thể từ tàu đông đóng phản loạn, tra nguồn gốc tìm tới ta, chẳng lẽ không thể từ trên người ta, tra nguồn gốc tìm tới các ngươi, thuận tiện đem toàn bộ giao dịch trăm năm qua chúng ta làm ra, hết thảy đều lôi ra sao? Các vị trưởng môn, các vị thúc phụ, các ngươi nói, đúng không?" Kim Tâm Nguyệt nhấp một ngụm nước trà nho nhỏ, phát ra cảm thán hài lòng, tùy ý múa máy ra một đạo linh phù, thả lỏng áp lực đối với ba người. Ba đại lão đồng thời run rẩy, nháy mắt ướt đẫm mồ hôi. Bọn họ không thể tưởng tượng nhìn Kim Tâm Nguyệt, lại nhìn nhau một phen, khuôn mặt thống khổ vặn vẹo một phen. "Chúng ta, chúng ta thực không nên tin tưởng ngươi, từ ban đầu đã không nên tin tưởng ngươi." là chính ngươi chủ động tìm tới cửa là ngươi thịt béo đầy mặt bàn trưởng môn run rẩy ta đã biết ngươi tuyệt đối không phải loại hiền lành gì không phải tộc loại của ta tâm hắn nhất định khác tâm hắn nhất định khác mà bàn trưởng môn ngươi nói lời này có chút hiềm nghi kỳ thị chủng tộc nha kim tâm nguyệt chậm rãi đi tới sau lưng ba đại lão cười nói ba đại lão tuy đều khôi phục năng lực hoạt động nhưng không biết vì sao thế mà ngay cả nhúc nhích cũng không dám thậm chí ngay cả đầu cũng không dám quay lại. Hừ, sớm ở 100 năm trước, ta đã từng thề đối với sư phụ, rồi có một ngày, ta nhất định sẽ trở thành nghị trưởng tinh diệu liên bang, không tiếc trả giá tất cả, không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nụ cười của Kim Tâm Nguyệt dần dần thu liễm, thay một gương mặt vô tình lạnh như băng, vẻ mặt lành lạnh, nói từng chữ một, cho nên, các ngươi cứ yên tâm là được, ta tuyệt đối sẽ không thua Đinh Linh Đan, tuyệt đối sẽ không các ngươi cái gì cũng không cần làm, chỉ cần làm một việc không chút giữ lại tin tưởng ta, tận hết sức lực ủng hộ ta, đem toàn bộ tài nguyên và lực lượng của các ngươi, đều đưa đến trên người ta, chúng ta cùng nhau, sóng vai dắt tay, đánh thắng một trận. Bốt Theo một chữ cuối cùng phun ra, Kim Tâm Nguyệt vỗ mạnh ở trên bờ vai núi thịt của bàn trưởng môn, khiến bàn trưởng môn cùng hai vị còn lại lại trùng mình một cái. Chúng ta nhất định sẽ thắng, bàn thúc phụ, ngài nói đúng không? Kim Tâm Nguyệt cúi người, từ phía sau dán đến bên tai bàn trưởng môn, thấp giọng hỏi. Đúng, đúng. Bàn trưởng môn gian nan nuốt một ngụm nước bọt, không tự chủ được gật gật đầu. Vậy thì tốt. Gương mặt đóng băng của Kim Tâm Nguyệt trong tích tắc tan ra, nở rộ ra nụ cười sáng lạng. Được rồi, ta còn phải về trong bộ họp, ba vị trưởng môn tiếp tục phẩm trà luận đạo đi, thoải mái. Đây là tử Long Xuân, trên tử vụ tinh thụ hải giới cũng phi thường hiếm thấy, vạn dặm xa xôi vận chuyển đến nơi đây không tâm bình khí hòa tinh tế thưởng thức bảy vị ngọt đắng trong đó đáng tiếc kim tâm nguyệt đang nghe truyện trên tv audio cv ở trong một chuỗi tiếng cười nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng bí mật chỉ để lại ba đại lão hào môn từ thời đại liên bang cũ ở hai giới thiên nguyên và phi tinh oai phong một cõi hô mưa gọi gió không tiếng động nhìn nhau cảm thụ được từ sâu trong xương tủy của nhau phát ra một tia hàng ý một chiếc xe thoi bay màu đen có kính chống đạn vô thanh vô tức từ phía trên hội sở tư gia bay lên, như là một mảng u linh hướng cao ốc bộ phát triển lao đi. Nhưng, Kim Tâm Nguyệt lại không ở trên chiếc xe thoi bay này. 5 phút đồng hồ sau, mới có một chiếc xe thoi bay khác thoạt nhìn thường thường không có gì lạ, bình thường, từ một bãi đổ xe loại nhỏ cách hội sở nhà riêng không xa bay ra, hướng tới khu công nghiệp góc Đông Bắc Thiên Đô Thị bay đi. Sau khi trải qua nửa giờ phi hành rẽ ngang rẽ dọc, chậm rãi đáp xuống trong một chỗ kho hàng bỏ hoang trống trải không người, loang lỗ vết kỹ, sắp xây lại. khi kim tâm nguyệt từ trên xe xuống, cảm giác hơi lạnh ập vào người, khoác thêm một món áo khoác lông giác đà thú màu đen dày. một, một, một. cô xuyên qua kho hàng không có một bóng người, giày da cao gót gõ trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy mà trống vắng. lúc sắp đi đến cuối kho hàng, kim tâm nguyệt ngừng lại, đem lỗ đen từ trên mặt hoàn toàn lột xuống lộ ra khuôn mặt xinh đẹp tái nhợt mà tinh xảo ở đối diện cô sâu trong kho hàng đinh linh đang mặc một bộ quần áo tu luyện màu đỏ sậm đi thẳng tắp tới đứng ở phía trước cô ba mét đối với hai nguyên anh lão quái mà nói đây tuyệt đối không phải một khoảng cách hữu hảo đinh linh đang và kim tâm nguyệt có lẽ là hai nữ nhân nguy hiểm nhất tinh diệu liên bang cách nhau ba mét lẳng lặng dằn co trầm 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 kho hàng to lớn cũng không chịu nổi linh diễm của hai người điên cuồng dân trào cửa sổ thủy tinh tàn phá xung quanh hết thảy điên cuồng chấn động lên phát ra tiếng như quỷ khóc sói tru sư nương thật không ngờ ngươi sẽ hẹn ta gặp mặt ở loại địa phương này kim tâm nguyệt tủm tỉm cười người ta hôm nay đều là nhân vật công chúng lại xem như đối thủ cạnh tranh đi gặp mặt như vậy nếu để tin tức giới đã biết đâu chỉ tin tức đặc biệt lớn quả thực là cơn bão siêu cấp nhưng cũng đúng nhớ lại một phen, từ sau khi sư phụ rời khỏi, chúng ta đã bao nhiêu năm không như vậy, hai người mặt đối mặt, mở lòng với nhau rồi. Ồ, tựa như từ trước tới nay chưa từng có. Bớt nói nhảm. Đinh Linh đang dứt khoát lưu loát, đi thẳng vào vấn đề, người tu tiên tàu đông đóng phản loạn, có phải ngươi làm hay không? Lữ Kinh Trần có phải người của ngươi hay không? Hội Đế Lâm có phải ngươi âm thầm nâng đỡ hay không? kim tâm nguyệt tựa như đã sớm dự đoán được đinh linh đang sẽ hỏi vấn đề như vậy nhún vai nói sư nương loại tia vỉa hè này ngài cũng tin tưởng chính bởi vì ta không tin cho nên ta mới tìm ngươi đinh linh đang lại tiến lên một bước đem khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại thành hai mét kim tâm nguyệt nhìn vào mắt của ta chính diện trả lời ta vấn đề vừa rồi nếu ngươi dám nhìn vào mắt của ta nói không phải ngươi ta sẽ lựa chọn tin tưởng kim tâm nguyệt nhìn vào mắt đinh linh đang nhưng đáy mắt người sau chất chứa hào quang vô tận rất nhanh đã khiến cô quay đầu đi tiếp tục mỉm cười nói sư nương chờ ngươi thật sự lên làm nghị trưởng tối cao tinh diệu liên bang ta tự nhiên là không biết thì thôi biết sẽ nói hết tất cả đều có thể hướng ngươi tiết lộ nhưng bây giờ rất nhiều thứ đều là sự tình cơ mật tối cao liên quan quốc gia ta không thể nói ngươi cũng không có tư cách nghe đinh linh đang hừ lạnh một tiếng cho nên quả bom nguyệt lạc đó đều là thật kim tâm nguyệt nói thân là bộ trưởng bộ phát triển liên bang cùng hội trưởng hội quỹ ảm nguyệt ta một chữ cũng không thể nói cho ngươi nhưng ngươi là sư nương của ta nếu là thầy trò hai người chúng ta lén nói chuyện phím vậy ta ngược lại rất muốn biết giả thiết ở một quốc gia không tồn tại tạm thời cũng gọi là tinh diệu liên bang giả thiết có thủ lĩnh một tổ chức tình báo như vậy coi như cô ấy cũng tên kim tâm nguyệt là được thật sự làm chuyện như vậy lại làm sao có vấn đề gì sao sự tình bày rõ quân viễn chinh đế quốc sắp đến nơi thậm chí trong chớp mắt cũng có khả năng xuất hiện ở đỉnh đầu chúng ta mà chính phủ lưu vong đám người bảo thủ đó còn ở nơi kia nhăn nhó vặn vẹo ý đồ cò kè mặt cả chúng ta nào có nhiều thời giờ cùng tinh lực như vậy để dài dòng với chính phủ lưu vong chứ thông qua một lần người tu tiên phản loạn trước đó đã biết một mặt có thể khiến cao tầng chính phủ lưu vong ý thức được người tu tiên uy hiếp một mặt khác cũng có thể giúp bọn họ nhổ bọc mũ bên trong nhất cử lưỡng tiện cớ sao mà không làm Ta nói như vậy, cũng chưa có ý tứ thừa nhận chuyện này là ta làm, nhưng giả thiết chuyện này thật sự là Kim Tâm Nguyệt làm, lại có gì đại nghịch bất đạo sao? Ít nhất chuyện này kết quả không tệ nha, người tu tiên ẩn núp ở trong tàu đông đóng cơ bản đều bị một lưới bắt hết, mà lão nghị trưởng kia của chính phủ Lưu Vong cũng bị dọa vỡ mật, lập tức tích cực yêu cầu toàn diện hợp tác với chúng ta nói cho ta biết, sư nương, rốt cuộc có chỗ nào, đáng giá ngươi nổi giận đùng đùng như vậy hay là ngươi cảm thấy chuyện này làm thật sự quá đẹp ngươi lo lắng sẽ gia tăng thật nhiều công lao của ta làm ta lấy được thắng lợi cuối cùng đánh rắm đinh linh đang nheo mắt đừng tưởng mọi người cả thế giới đều giống ngươi đem vị trí nghị trưởng tối cao gì đó còn quan trọng hơn mọi thứ nói cho ngươi thẳng đến giờ phút này ta cũng chưa từng có cho dù một giây thật sự để ý làm nghị trưởng tối cao này hay không nếu ngươi thừa nhận chuyện này thật là ngươi làm là ngươi xúi dục người tu tiên tàu đông đóm phản loạn sau đó lại đi dập tắt cái đó và lính cứu hỏa trước tự mình phóng hỏa, sau đó lại đi dập lửa, mượn việc này tranh công sinh thưởng, lại có gì khác nhau? Ngươi, ngươi đã hoàn toàn đi lên tà đạo, đi lên con đường kia của lữ túy trăm năm trước. Hành vi của ngươi bây giờ, căn bản không khác với lữ túy. Cái này ngài sai rồi, sư nương. Đối mặt đinh linh đang gió giật mưa xa, kim tâm nguyệt vẫn không nổi một gợn sóng, thản nhiên nói, Thứ nhất, Lữ Túy năm đó là tự mình mưu tính cùng thực thi vụ án lớn ám sát nghị trưởng liên bang, thậm chí giết chết vô số dân chúng liên bang, hai tay của hắn vốn đã dính đầy máu tươi đồng bào. Nhưng nếu là ta, giả thiết, nhớ kỹ là giả thiết, giả thiết ta thật sự nếu có làm, cũng tuyệt sẽ không ngu như Lữ Túy, đi chủ động mưu tính cùng thực thi tất cả. Ta nhiều nhất là vừa vặn nghe nói trên tàu đông đóng sắp xảy ra một cuộc phản loạn, vì thả dây câu dài câu con cá lớn, cũng chưa kịp thời thông báo, Thuận tiện dẫn đường một chút nho nhỏ mà thôi. Ở trong công tác tình báo, đây cũng là điều rất có thể lý giải nhỉ. Thứ nhất, ta phải bảo vệ nhân viên tình báo của mình an toàn, thứ hai, lấy quan hệ xấu hổ của chúng ta lúc ấy cùng chính phủ Lưu Vong, nói như thế nào? Chẳng lẽ muốn ta chạy qua trực tiếp tìm Thôi Linh Phong nói? Thôi nghị trưởng, thân tính ngài coi như chân tay cùng kẻ đứng thứ ba trên tàu sắp liên hợp lại, phát động phản loạn sao? Công tác tình báo là như thế. Nếu mỗi lần phát hiện tiểu lâu la có động tác nhỏ gì liền lập tức bắt mà nói, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ bắt được cá lớn thật sự. Hội quỷ ảm nguyệt là như thế, bí kiếm cục tương tự là như thế, thậm chí ngay cả cảnh sát phá án bình thường cũng là như thế, sư nương cần gì phải chỉ riêng hà khắc như thế đối với ta. Đừng tránh nặng tìm nhẹ, ngươi rất rõ ý tứ của ta. Đinh Linh đang cố nén tức giận, lạnh lùng nói, may mắn người tu tiên phản loạn bị đối phương kịp thời áp chế, nếu không, trên tàu đông đóm sẽ có bao nhiêu người thường vô tội sẽ chết, sẽ bởi vì ngươi thả dây câu dài kéo con cá lớn mà chết, ngươi có từng nghĩ không? Mắt Kim Tâm Nguyệt dần dần nheo lại, giống như là tàu vũ trụ chậm rãi hạ xuống khiên phòng ngự, tiến vào trạng thái tác chiến, vậy sư nương lại có nghĩ tới hay không, nếu không thể giao sắc chặt đây rối giải quyết vấn đề tàu đông đóm, không ở trước khi khai chiến đã đem khối u ác tính này hoàn toàn nhổ đi. Đợi tới lúc hạm đội Hắc Phong thật sự đại binh tiếp cận, chính phủ lưu vong sẽ thêm cho chúng ta bao nhiêu phiền toái, mà những phiền toái này lại sẽ dẫn tới bao nhiêu người thường vô tội chết thảm. Ít nhất, bây giờ nếu phải chết, chết là người thường của chính phủ lưu vong. Mà nếu ta nhân từ nương tay, lòng dạ đàn bà, chết liền vô cùng có khả năng là người thường của bản thân tinh diệu liên bang chúng ta, là đồng bào của chúng ta, là đồng bào số lượng so với dưới quyền chính phủ lưu vong nhiều hơn gấp trăm lần. Đây, chính là khác biệt lớn nhất của ta cùng Lữ Túy lữ túy được xưng là người thủ liên bang hộ nhưng hắn hại chết đều là đồng bào của mình mà đao kiếm cùng nanh vuốt của ta sẽ chỉ dùng để đối phó người ngoài sẽ chỉ dùng để bảo vệ liên bang nếu chết một ít người ngoài có thể cứu vớt càng nhiều sinh mệnh đồng bào liên bang ta không cảm thấy điều này có gì không ổn kim tâm nguyệt bỗng đề cao thanh âm và khí thế làm đinh linh đang cũng vì vậy ngẩn ra nữ bạo long hình người hít sâu một hơi nghiêm túc nhìn chằm chằm thánh nữ yêu tộc lẩm bẩm ngươi thật sự ở trong vòng xoáy quyền lực càng lúng càng sâu rồi, Kim Tâm Nguyệt. Tuy ta sớm đã biết ngươi giả tâm bừng bừng, tâm địa độc ác, nhưng ta vẫn luôn cho rằng, Lý Diệu đã thu ngươi làm đồ đệ, khẳng định là nhìn ra đáy lòng ngươi ít nhiều còn có chút điểm mấu chốt, không đến mức thật sự làm ra chuyện chà đạp tất cả. Nhưng, hắn sai rồi. Xem xem mọi thứ ngươi làm trong trăm năm qua, đặc biệt sau khi ngươi rời khỏi bí kiếm cục, tự lập môn hộ, xây dựng hội quỷ ảm nguyệt, lợi dụng chi bộ đội bí mật này ở bốn thế giới mới làm hoạt động dơ bẩn, còn có ngươi vì đường ra của yêu tộc, ở trước mặt những kẻ gọi là đại lão của thế giới trung tâm khúng đúng. Cam tâm tình nguyện làm nanh vuốt của bọn hắn. Nhớ lại một phen mọi thứ mình làm, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy mình đang từ người tu chân hướng phía người tu tiên chậm rãi trượt đi sao? Kim tâm nguyệt không chút để ý cười, nắm chặt áo lông trên người, người tu chân hoặc là người tu tiên, chẳng qua là một danh từ, cùng công nhân, nông dân cảnh sát giáo sư lại có gì khác nhau không phải chữ khắc vào trên đầu vĩnh viễn cũng không xóa đi được ta mặc kệ cái gì người tu chân người tu tiên ta chỉ biết việc mình làm đã không thẹn với sư phụ cũng không thẹn với liên bang sao ngại thủ đoạn của ta dơ bẩn sao nhưng không có thủ đoạn dơ bẩn như vậy bốn thế giới mới nào có dễ dàng bị chinh phục hoàn toàn như vậy không phải ta mang theo các anh em vào sống ra chết đem những cái gai đáng ghét nhất nhổ sạch, người còn lại, sao có thể ngoan ngoãn gia nhập liên bang như vậy? Dựa vào những thủ đoạn dơ bẩn không thể công khai của hội quỷ ảm nguyệt, chúng ta ít nhất đem thời gian bốn thế giới mới hoàn toàn dung nhập liên bang tăng tốc 10 năm, 10 năm thời gian, chúng ta chỉnh hợp tài nguyên, tăng lên chiến lực, xây dựng quân đội rốt cuộc có thể tăng lên bao nhiêu? Những sự tăng lên này lại có thể ở trong chiến tranh sắp tới cứu vớt sinh mệnh bao nhiêu người thường? Một tỷ, hai tỷ, hay là 5 tỷ, 10 tỷ. Nếu đôi tay hơi dơ bẩn một chút này của ta có thể cứu vớt thêm sinh mệnh 10 tỷ người, vậy ta cũng chỉ có thể cẩn tuân sư phụ lão nhân gia hắn dạy bảo, không chút quay đầu, khư khư cố chấp. Thanh âm Kim Tâm Nguyệt giống như một cơn bão tuyết lạnh lùng tàn khốc, làm nhiệt độ cả kho hàng lập tức giảm đi mấy chục độ, hầu như sắp đông lại thành hố băng. Nhưng linh diễm đỏ đậm quanh thân Đinh Linh Đan, lại như nham thạch nóng chảy như thế nào cũng không áp chế được cuồn cuộn không ngừng tuôn trào ra. Cô nhìn chầm chầm Kim Tâm Nguyệt, đáy mắt không phải phẫn nộ, mà là bi thương thật sâu, ngươi còn không hiểu sao, Kim Tâm Nguyệt, những thủ đoạn không thể công khai này của ngươi, những phương thức tanh máu cùng bạo lực này, cho dù có thể lấy được thành quả nhất thời, cũng không có khả năng giải quyết vấn đề căn bản. Nếu nói, từ một khắc hai cô gặp nhau, Kim Tâm Nguyệt luôn khí định thần nhàn, đem toàn bộ tiết tấu đều gắt gao nắm giữ ở trong tay mình, như vậy câu này của đinh linh đang ra khỏi miệng thật sự làm kim tâm nguyệt hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm trang dung tinh xảo cùng mỉm cười hoàng mỹ của thánh nữ yêu tộc đầu tiên là cứng ngắc sau đó từng mảnh nước vỡ toát ra một vẻ mặt phát ra từ phế phủ không thể tưởng tượng muốn cười lại không dám cười ta ta không nghe lầm chứ sư nương của ta nữ võ thần được xưng xích diễm long vương chiến thần tam giới thế mà nói bạo lực là không thể giải quyết vấn đề kim tâm nguyệt đem đôi mắt đẹp đen trắng rõ ràng mở to đến cực hạn từ trên xuống dưới đánh giá đinh linh đang một hồi lâu lẩm bẩm hai cái khả năng sư nương nếu không phải ngươi ở trong trăm năm quá khứ ngủ đông dài đằng đẵng đem đầu óc đông lạnh hỏng rồi bằng không ngươi căn bản không phải đinh linh đang mà là phục chế thể nào đó từng bị đế quốc chân nhân loại đánh tráo hừ bạo lực là không thể giải quyết vấn đề cho nên ở dưới sự dẫn dắt của ngươi chúng ta là chinh phục thiên hoàng giới như thế nào dựa vào sư nương ngươi tận tình khuyên bảo, tựa như giờ phút này ngươi khuyên bảo ta. Không sai, thiên hoàng giới quả thật là chúng ta sử dụng vũ lực chinh phục, ta cũng không hối hận mọi thứ làm ra ở thiên hoàng giới, càng chưa từng phản đối trận chiến tranh đó. Đinh Linh đang thở dài một tiếng thật sâu, trên khuôn mặt đường nét rõ ràng lại toát ra sự mềm mại hoàn toàn khác với trăm năm trước, nhẹ nhàng nói, nhưng, trong trận chiến tranh đó đã xảy ra một việc, lại làm ta cảm thấy bi ai thật sâu. Nếu có một tia khả năng, ta cũng không muốn phát động một cuộc chiến tranh như vậy, giết chết nhiều người như vậy, trở thành cái gì, xích điểm long vương, chiến thần tam giới. Trên mặt Kim Tâm Nguyệt rõ ràng toát ra biểu cảm khinh thường. "Đừng vội, nghe ta nói." Đinh Linh đang nghiêm túc nói, "100 năm trước, ở trước khi ta còn chưa tiến vào ngũ đông dài đằng đẵng, ta quả thực chưa từng suy xét sâu mấy vấn đề này, chỉ là ở dưới bản năng thúc đẩy, đem vũ lực coi là thủ đoạn cuối cùng giải quyết tất cả vấn đề." Nhưng trong một trăm năm qua ta bỏ ở trong tinh hải ngũ đông dài đằng đẵng còn tỉnh lại hai lần phân biệt ở u minh giới và thiên hoàng giới vượt qua hai đoạn cuộc đời hoàn toàn mới ở trong hai đoạn hành trình thế giới mới giống như sống lại này ta đã gặp rất nhiều người đã trải qua rất nhiều chuyện cũng thấy được vô số cảnh tượng vết thương khắp nơi giết chóc lẫn nhau máu chảy khắp chốn xương trắng đầy đất vì cứu vớt hai thế giới này đồng thời cũng vì cứu vớt liên bang ta bắt đầu tự hỏi Kết quả tự hỏi là, ta phát hiện biết khi nào không sử dụng vũ lực, càng thêm quan trọng hơn so với biết khi nào nên sử dụng vũ lực. Tựa như sư phụ ngươi ở 100 năm trước làm như vậy, luận võ lực, hắn không phải mạnh nhất tam giới lúc ấy, mà ở trong quá trình thúc đẩy tam giới dung hợp, hắn cũng chưa một mặt dựa vào vũ lực để giải quyết vấn đề. Đương nhiên, Kim Tâm Nguyệt mỉm cười nói, trừ vũ lực, hắn còn dùng rất nhiều kỹ xảo trộn gà trộn chó, âm hiểm giả dối, đem rất nhiều người đều lừa xoay vòng vòng. Đinh Linh đang nhất thời ngẹn lời, sửng sốt chốc lát mới nói, ta mời ngươi cẩn thận suy nghĩ một phen, Kim Tâm Nguyệt, tinh diệu liên bang chúng ta phát triển cho tới hôm nay, có được bảy đại thế giới biên thùy tinh hải, đây đã là vũ lực cực hạn, nếu mục tiêu của chúng ta không chỉ có ở biên thùy tinh hải xưng hùng, mà là ôm sứ mệnh nào đó đối với toàn nhân loại, tiếp theo nhất định không có khả năng dùng võ lực lần lượt chinh phục ba ngàn thế giới. Mặc dù thật sự chinh phục, bản thân Tinh Hải Trọng Lớn Vô Biên đã quyết định, bạo lực cùng võ công, nhất định không có khả năng thống trị lâu dài. Đế quốc chân nhân loại muốn dùng bạo lực để thống trị áp lực lớn mấy trăm thế giới dưới trướng, nhưng không phải mỗi một đời hoàng đế đều có được hùng tài đại lược cùng võ công vô địch của Hắc Tinh Đại Đế. Theo hoàng quyền suy sụp, các cường giả vô số thế giới cũng sẽ không hoàn toàn phục tùng, mà là lòng mang ý xấu, tranh đấu lẫn nhau tiêu hao nội bộ nghiêm trọng hạm đội hắc phong chính là ví dụ tốt nhất thánh ước đồng minh muốn cướp đoạt thất tình lục dục của mọi người đem người ta biến thành công cụ đơn thuần dùng loại biện pháp này để thống trị tinh hải nhưng con người chung quy không phải công cụ khẳng định sẽ có càng ngày càng nhiều người từ trong vũng lầy chí thiện chi đạo thức tỉnh sự thống trị của thánh minh cũng không cách nào kéo dài liên bang chúng ta thì sao bây giờ có được linh võng đại thống nhất thần khí như vậy nhưng linh võng đại thống nhất xây dựng và duy trì đều cần tiêu hao con số thiên văn tài nguyên, lại cực dễ bị bảo vũ trụ quấy nhiễu, mà theo khoảng cách càng ngày càng xa, phí tổn xây dựng cùng duy trì càng lấy cấp số nhân tăng lên. Bảy đại thế giới đã là cực hạn của linh võng đại thống nhất dưới trình độ văn minh trước mắt. Thử hỏi, ở tương lai không lâu, khi chúng ta thật sự dơ cao chiến kỳ, hướng trung ương tinh hải tiến quân, chúng ta rốt cuộc có bao nhiêu vũ lực đi chinh phục và thống trị thế giới nơi đó? Không, thứ quý giá nhất của liên bang, không phải vũ lực, âm mưu cùng thủ đoạn của chúng ta, mà là lý niệm của chúng ta, là tu chân đại đạo thuần túy nhất, bảo vệ người thường, bảo vệ chính đạo, bảo vệ cuộc sống bình tĩnh và quê hương tốt đẹp của mỗi người. Tàu vũ trụ tiên tiến nữa cũng không có khả năng lập tức xuyên qua cả giải ngân hà, vượt qua tinh hải bờ này cùng bờ đối diện, nhưng lý niệm một khi hừng hực khí thế khuếch tán, lại có khả năng ở trong vòng mấy năm ngắn ngủn điểm hỏa ở ngọn lửa tu chân phủ đầy bụi đã lâu trong mấy trăm thế giới trung ương tinh hải mà ngươi mặc dù hành vi ở trong mấy chục năm qua đều có thể nói là bất đắc dĩ kế tạm thích ứng nhưng lần này chuyện này lại làm lý niệm của chúng ta bịt kín vết bẩn rất lớn vài năm sau khi chúng ta thật sự tiến quân tinh hải trung ương vết bẩn như vậy vô cùng có khả năng làm sự cố gắng của vô số người tu chân đều nước chảy về biển đông vài năm sau kim tâm nguyệt cười khẽ hạm đội hắc phong xâm nhập lửa xém lông mày chờ ta dùng thủ đoạn dơ bẩn trước đem nguy cơ trước mắt của chúng ta giải quyết lại mời sư nương chậm rãi tuyên dương lý niệm cao thượng đó của ngài đi nếu ngài hôm nay tìm ta đến chỉ là vì nói những lời thừa thải ăn chay niệm phật này vậy thật sự quá lãng phí thời gian quý giá của cả hai chúng ta nếu không có việc gì sư nương đệ tử cáo lui trước đợi chút đinh linh đang nhìn kim tâm nguyệt xoay người sang chỗ khác chậm rãi rời đi lạnh lùng nói, ta hỏi ngươi một sự kiện cuối cùng, về chuyện vụ nổ, mỏ quặng ngọc trần tinh. Vụ nổ lớn đó, là tập kích khủng bố quy mô lớn nhất, số người chết vì tai nạn nhiều nhất của liên bang từ trước tới nay, chính là hội đế lâm làm, Lữ Kinh Trần cũng bởi vậy trở thành tội phạm truy nã quan trọng số một của liên bang. Được, ta coi như mọi thứ ngươi làm trong lúc chủ trì hội quỷ ảm nguyệt, còn có mặt kệ lần này người tu tiên phản loạn trên tàu đông đóm xảy ra, đều xem như đứng ở trên giới hạn, điểm mấu chốt, vậy chuyện này thì sao? Lữ Kinh Trần làm ra hoạt động diệt sạch nhân tính, phát rồ như thế, trong người vô tội chết vì tai nạn thậm chí bao gồm không ít đồng bào yêu tộc của ngươi, nhưng ngươi vì nuôi cho béo rồi thịt, hoặc là ngươi có lòng tin đem hắn đùa bẩn trong bàn tay, thế mà còn bảo trì muôn vàng liên hệ với hắn, mưu toan để hắn cho ngươi dùng. Kim Tâm Nguyệt đứng lại, xoay người từng tất một, khuôn mặt trở nên quỷ dị bí ẩn cùng lạnh lùng tàn khốc nói không nên lời, ta nói rồi, sư nương, chúng ta vừa rồi tán gẫu tất cả, đều là giả thiết, ta từ trước tới giờ chưa từng thừa nhận, Lữ Kinh Trần là người của ta. Đinh Linh đang cười lạnh, tốt, ngươi không thừa nhận, không sao, ta sẽ ra, vận dụng trận tuyến người yêu nước cùng với tất cả lực lượng ta có thể điều động, ra đến cùng, vì ba vạn năm ngàn năm trăm hai mươi bảy oan hồn trên Ngọc Trần Tinh, bắt được hung phạm sau lưng Lữ Kinh Trần. Đòi cái công bằng cho tất cả mọi người bao gồm các đồng bào yêu tộc chết không nhắm mắt của ngươi ở bên trong. Giọng điệu kim tâm nguyệt càng lúc càng bình tĩnh Sát ý đáy mắt lại càng lúc càng nồng đậm Sư nương, quan hệ của chúng ta Nhất định phải trở nên cứng như vậy sao Xem xem bộ dáng ngươi bây giờ Xúc động, lỗ mãn, ngây thơ Nào có tố chất, nghị trưởng liên bang Ngươi như con bò tóc liên tục hút bừa như vậy Sẽ có chuyện đó Ngươi đang uy hiếp ta Đinh Linh đang giận quá mà cười Có một việc, ta phi thường tò mò Tuy mỗi người đều nói ta là Xích Diễm Long Vương chiến thần tam giới, nhưng ta biết đó chẳng qua là vì ta trùng hợp giúp liên bang phát hiện hai thế giới mới, người ta cất nhắc ta mà thôi. Trái lại là ngươi, xưa nay không thể hiện gì cả, nhưng trăm năm trước đã là thánh nữ yêu tộc, cao thủ cấp bậc yêu vương tinh thông tìm hành ám sát, một trăm năm qua lại chưa từng ngủ đông, mấy chục năm đều không ngừng một khắc nào ở tiền tuyến tối tâm nguy hiểm nhất chém giết, nghe nói còn cất chứa không ít bí pháp thần thông của thế giới mới. Tu luyện vài dạng công pháp mới âm hiểm ác độc. Kim Tâm Nguyệt, ngươi bây giờ rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng đây, sư nương ta thật sự rất muốn biết nha. Đối mặt ngọn lửa chiến đấu của Đinh Linh đang không ngừng bành trướng, như thực chất, Tỉnh Cự Linh Thiên Tôn, Kim Tâm Nguyệt nở nụ cười, tùy ý vuốt ve mái tóc bị khí diễm của Đinh Linh đang thổi rối, thản nhiên nói, ta nhớ rõ 3 phút trước, người nào đó vừa mới nói, bạo lực là không thể giải quyết vấn đề, nhanh như vậy đã lộ nguyên hình. Cái này gọi là gian sơn dễ đổi, bản tính khó dời, sao? đinh linh đang cũng cười có đạo lý như vậy để chúng ta ở trên chiến trường cạnh tranh ngôi báo nghị trưởng liên bang quyết một trận thắng bại đi vậy ngươi càng không có hy vọng rồi sư nương kim tâm nguyệt khẽ ngáp một cái phất phất tay xua tan một luồng linh diễm chỗ đinh linh đang bay tới đệ tử ăn ngay nói thật lão nhân gia ngài tuyệt đối đừng tức giận đệ tử từ trước tới giờ cũng không biết ngài rốt cuộc vì sao phải ra ứng cử ngài cũng không giống người không biết tự lượng sức mình như vậy nha thật muốn biết ta nói cho ngươi đinh linh đang bước đến lần này thẳng đến lúc trước mặt kim tâm nguyệt một mét mới dừng lại cô trợn tròn mắt nghiêm túc nói ban đầu ta ra ứng cử hoàn toàn là vì ngươi là tới làm nền cho ngươi một chút kim tâm nguyệt khẽ đảo đôi mắt đẹp ồ đinh linh đang chém đinh chặt sắt nói giữa thế giới trung tâm cùng thế giới mới tồn tại một ít ma sát và mâu thuẫn đây là sự thật ai cũng không thể phủ nhận chỉ có ta mới có thể ở sau khi tranh cử thất bại Thuyết phục mọi người của thế giới mới quay sang ủng hộ ngươi, do đó làm ngươi hoàn toàn nắm giữ toàn bộ tài nguyên bảy đại thế giới. Mọi người đoàn kết nhất trí, đối kháng hạm đội Hắc Phong. Trừ ta, bất cứ một người ứng cử nào cũng không có năng lượng lớn như vậy, có thể ở sau khi ngươi lên đài nhanh chóng ổn định bốn thế giới mới, không cho hạm đội Hắc Phong chút cơ hội nào có thể thừa dịp. Đây là mục đích lúc ban đầu của ta, ha ha, không ngờ tới à ta chỉ là muốn ra làm một cái lá cây cho ngươi giúp ngươi nhanh chóng ổn định cục diện ngưng tụ lực lượng trở thành nghị trưởng chiến tranh cường hãng nhất trăm năm qua dù sao khi đó ta còn tưởng ngươi dù giả tâm bừng bừng quỷ kế đa đoan dục vọng quyền lực mãnh liệt nhưng chung quy còn có một chút xíu điểm mấu chốt như vậy thân là người tu chân người liên bang ta nên tin tưởng ánh mắt thu đồ đệ của lý diệu tin tưởng ngươi ủng hộ ngươi liên hợp lực lượng hai người chúng ta đoàn kết toàn bộ liên bang. Nhưng bây giờ, ta đã thay đổi chủ ý, ngươi người như vậy, không xứng làm nghị trưởng tối cao tinh diệu liên bang, nơi duy nhất thích hợp ngươi, nên là ngục giam. Nói cho ngươi, ở ngay lúc này, tổ kiểm sát độc lập do 30 tên kiểm sát trưởng tạo thành đã thành lập, chuyên môn điều tra quan hệ giữa hội quỷ ảm nguyệt cùng hội đế lâm. Ta trái lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì đến ngày đó một tháng sau, công bố kết quả bỏ phiếu hay không? Kim Tâm Nguyệt, tự giải quyết cho tốt đi. Khi mấy chữ tự giải quyết cho tốt ra khỏi miệng, Đinh Linh đang đã cọ sát đầu vai Kim Tâm Nguyệt bước đi, không quay đầu lại đi về phía bên ngoài kho hàng. Giống như một mảng nham thạch nóng chảy phẫn nộ, chảy qua một khối băng lạnh lùng tàn khốc, ngay cả một giây cũng không muốn nán lại cùng một chỗ với đối phương nữa. Đinh Linh Đan Thanh âm Kim Tâm Nguyệt rốt cuộc mang theo một tia hương vị hỗn hển và nghiến răng nghiến lợi, ngay cả sư nương cũng đổi thành tên đối phương, cô gầm nhẹ, đừng tưởng đem ta lật đổ, ngươi liền có tư cách làm nghị trưởng liên bang, ngươi đồ bò tóc tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản như vậy, ngay cả vẻn vẹn một thị trưởng cũng không xứng làm. Ngươi nhất định sẽ đem liên bang làm sập. Vô luận chiến trường nào? Thanh âm đinh linh đan, từ bên ngoài kho hàng xa xa bay tới, giống như sấm sét quay cuồng ở trên trần nhà, chỉ cần ta muốn, thì nhất định sẽ thắng. Đinh linh đang như gió bão gào thét mà đi chỉ để lại một mình kim tâm nguyệt quấn áo khoác da lông đen thật dày cô độc mà tịch mịch đứng ở giữa kho hàng bỏ hoang trống rỗng từng tia lạnh lẽo từ trong cửa sổ tàn phá chảy vào ở bên cạnh cô hóa thành từng đợt sương mù vi diệu nếu lúc này đinh linh đang chưa đi mà là hóa thành người tàn hình đứng ở trước mặt kim tâm nguyệt nhất định sẽ phát hiện ngay tại thời điểm thánh nữ yêu tộc dùng thanh âm hỗn hển nghiến răng nghiến lợi trực tiếp trống ra ba chữ đinh linh đang trên mặt cô không có chút biểu cảm thẹn quá hóa giận nào. Ngược lại tràn đầy, mỉm cười giảo hoạt. Giống như hồ ly vừa mới trộn được con cá. Sư nương ngu xuẩn. Kim tâm nguyệt lại khẽ ngáp, bàn tay nhỏ bé nhẵn nhụi mà sạch sẽ như mở đông vỗ miệng, lẩm bẩm, nhưng, ngu ngốc tới mức rất đáng yêu, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bất cứ một trận tuyết lỡ lớn rợp trời rợp đất nào xảy ra, thường thường đều là vì một hòn đá bé nhỏ không đáng kể buông lỏng. Mà ở trước khi tuyết động dày nặng bao trùm cả ngọn núi thật sự sụp đổ xuống, ai cũng sẽ không đoán trước được hòn đá nhỏ này thế mà ẩn chứa lực lượng có tính hủy diệt khổng lồ như thế. Xảy ra ở trước khi một lần tranh cử nghị trưởng quan trọng nhất trong trăm năm qua liên bang mới thành lập, tất cả mọi chuyện trong một tháng ngắn ngủn tự như lại đã chứng minh một điểm này. Khi 20 ngày trước người thần bí ký tên Nguyệt Lạc ở trên các tạp chí lớn tung ra cái gọi là vụ tai tiếng lớn kinh thiên, tuy toàn bộ truyền thông đều châm ngòi thổi gió, lượng lớn dân chúng không có việc gì cũng ở trên mạng dương thương múa kiếm, nước miếng bay tứ tung, thêm mắm thêm muối. Nhưng nói thật, đối với bất cứ một công dân liên bang nào từng tiếp nhận giáo dục công dân, đặc biệt từ nhỏ tiếp nhận trò chơi, văn minh, hung đúc, có sức phán đoán chính trị cùng năng lực tư duy lý tính tiêu chuẩn trở lên, do đó có được quyền bỏ phiếu mà nói mặc dù là trong những công dân này người phản đối kim tâm nguyệt cũng không cho rằng chỉ bằng vụ tai tiếng này là có thể đem kim tâm nguyệt hoàn toàn kéo xuống ngựa vụ tai tiếng cũng chỉ là vụ tai tiếng mà thôi đừng nói vụ tai tiếng trên mạng vô cùng có khả năng đều là tin đồn vô căn cứ cho dù là thật kim tâm nguyệt cùng cái gọi là đương đại lữ túy cũng có sự chênh lệch thật lớn dù sao kế hoạch ảm nguyệt bùng nổ trong phần văn kiện mật nguyệt lạc chính là hành động đảo điên nhằm vào một thực thể chính trị khác bên ngoài liên bang hơn nữa trên nguyên tắc chỉ nhằm vào thủ lãnh tầng cao nhất của một thực thể chính trị cũng không phải kim tâm nguyệt chủ động bày ra thực thi mà là ạch à, chỉ là ngồi yên xem biến hóa trai cò tranh nhau ngư ông đắc lợi mà thôi mục đích của cô cũng là vì ở trước khi hạm đội hắc phong đến quét dọn tất cả nhân tố không xác định tranh thủ nắm lấy tàu đong đóng cho liên bang điều này và năm đó lữ túy vì khơi mào chiến tranh toàn diện liền chủ động mưu tính hạ độc thủ đối với nghị trưởng của mình đặc biệt đồng bào của mình hại chết hơn một vạn đồng bào vô tội hoàn toàn là hai việc khác nhau cái gọi là công dân liên bang mọi người đều là người trưởng thành rồi đều biết thế giới hiện thực đã không phải câu chuyện cổ tích cũng không phải những tiểu thuyết linh võng chỉ cần đủ nhiệt huyết và chính nghĩa là có thể chiến thắng tất cả một nước lớn có tính khu vực có được bảy đại thế giới hơn 100 tỷ dân cư lại gặp phải uy hiếp quân sự nghiêm trọng, nhất định sẽ ở thời kỳ phi thường, sử dụng một ít thủ đoạn phi thường. Người tu chân là chiến đao của văn minh nhân loại, không phải Phật Châu của văn minh nhân loại, cũng không phải kinh thư của văn minh nhân loại, không phải là ăn chay. Ước nguyện ban đầu của Kim Tâm Nguyệt là tốt, thủ pháp còn chờ thương thảo. Thời kỳ chiến tranh, không có lòng dạ đàn bà đáng nói, mặc dù chuyện này là thật, chẳng lẽ không phải từ một khía cạnh khác thuyết minh, Kim Tâm Nguyệt càng thêm thích hợp làm nghị trưởng liên bang sao? Không sai, có lẽ thời kỳ hòa bình có thể có suy xét càng thêm ổn thỏa, nhưng đã là uy hiếp nghiêm trọng nhất liên bang mới từ khi thành lập tới nay gặp phải, là thời điểm sinh tử tồn vong, là trận chiến lập nước, trận chiến quật khởi thật sự của liên bang mới, chỉ có Kim Tâm Nguyệt người sát phạt quyết đoán như vậy mới có thể lãnh đạo chúng ta. Chiến thắng đế quốc Sau khi vượt qua lúc ban đầu chấn động cùng xôn xao, Ngôn luận như vậy ở trên linh võng chậm rãi truyền lưu, dần dần khuếch tán, xung xao. Thậm chí có người nói, ta cảm thấy kim tâm nguyệt không có gì không đúng, ngược lại là đinh linh đang hoặc là một số người nào đó trong trận tuyến người yêu nước, nguyệt lạc này nhìn qua là biết con quỷ trận tuyến người yêu nước làm ra. Chính cái gọi là việc xấu trong nhà không thể tuyên truyền ra ngoài, cho dù hội quỷ ảm nguyệt thật sự mưu tính lần hành động này, thậm chí còn thất bại, vậy cũng không có đạo lý đưa ra ban ngày ban mặt, để nước bạn kinh ngạc công chúng bất an đây rõ ràng là trận tuyến người yêu nước vì chấp chính không để ý đại cục muốn xé rách liên bang còn nói cái gì lữ túy thứ hai lữ túy kia không phải là người sáng lập tổ chức những người yêu nước sao tóm lại ở tuần đầu tiên văn kiện mật nguyệt lạc công khai tiếng xôn xao trên các tạp chí lớn và linh võng tựa như cũng chưa ngưng tụ thành cơn bão ở trong thế giới hiện thực thiên đô thị ở trung tâm dư luận vô luận liên bang nghị hội hay là cao ốc bộ phát triển hết thảy đều gió êm sóng lặng không nổi một gợn sóng nhưng ở nơi phóng viên tin tức và dân chúng bình thường không nhìn thấy tổ kiểm sát độc lập do gần trăm tên kiểm sát trưởng vương bài và điều tra viên tinh anh tinh nhuệ nhất liên bang tạo thành lại đang âm thầm triển khai điều tra với tác phong sấm sét cũng bởi vậy dọa không ít nhân sĩ bên trong tập đoàn kim tâm nguyệt làm con bướm nho nhỏ vỗ cánh hoàn toàn diễn biến thành một trận bão thay trời đổi đất sau khi văn kiện mật nguyệt lạc lộ ra một tuần, hòn đá nhỏ tạo thành tuyết lỡ đó rốt cuộc rơi xuống. Điểm rơi là nơi trú đóng của đoàn đại biểu phỏng vấn hữu hảo chính phủ chính thống nước Cộng hòa Tinh Hải. Văn kiện mật nguyệt lạc xuất hiện, quấy rầy tất cả an bài trước đó của phương diện chính phủ lưu vong cùng liên bang, trải qua một tuần khẩn cấp bàn bạc, đoàn đại biểu chính phủ lưu vong rốt cuộc chuẩn bị xuất phát, sau khi tiến hành trung chuyển ở tinh vực Bách Hoa, trung ương bảy đại thế giới, liền trực tiếp nhảy đến thiên nguyên giới thiên đô thị đi củng cố truyền thống hữu nghị bắt nguồn xa dòng chảy dài của hai bên cùng với sứ mệnh chung căn cứ vào tu chân đại đạo mà sinh ra nhưng ngay tại buổi sáng đoàn đại biểu chuẩn bị lên đường một vị khách không mời mà đến lại xen lẫn ở trong không ít phóng viên lỗ mãn xông vào khách sạn đoàn đại biểu ngủ lại đoàn đại biểu thủ vệ nghiêm mật cỡ nào không nói đến bí kiếm cục ở bốn phía đều bày ra tường đồng vách sắt chỉ nói tiểu đội hồng liên thủ vệ của chính đoàn đại biểu cũng là chiến lược đặc thù tinh nhuệ nhất chính phủ lưu vong. Khách không mời mà đến ngay cả phòng tuyến thứ nhất cũng chưa đột phá, đã bị bí kiếm cục và tiểu đội Hồng Liên cùng nhau bắt. Nhưng, cô gái này nhìn như không đến 20 tuổi, điềm đạm đáng yêu nhu nhược, câu nói đầu tiên ở sau khi bị bắt được, đã làm mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Xin cứu ta! Anh trai ta chính là Nguyệt Lạc, hắn là Ti Khố, trưởng quản tài chính bí mật vận hành thao tác trong hội quỹ ảm Nguyệt, đã bị Kim Tâm Nguyệt hại chết. Trước khi chết hắn đem ngọc giản này giữ cho ta, hắn nói tất cả bên trong đều là hoạt động không thể công khai của Kim Tâm Nguyệt. Hắn còn nói, nơi nơi đều là người của Kim Tâm Nguyệt, chỉ có nơi này, chỉ có ở dưới hai tầng bảo hộ của bí kiếm cục cùng đoàn đại biểu tàu đông đóm, ta mới đủ an toàn. Cũng chỉ có đoàn đại biểu tàu đông đóm các ngươi, mới có thể đem chuyện này, hoàn toàn công khai với mọi người, để mọi thứ Kim Tâm Nguyệt và những người đó sau lưng cô ta làm, tất cả đều phơi ra trước thiên hạ tuyết lở bắt đầu từ trong ngọc giảng quý giá cô gái tự xưng em gái của nguyệt lạc này mang đến phân tích ra lượng lớn tin tức tài chính bí mật vận hành thao tác của hội quỹ ảm nguyệt những tin tức này tuy không đủ để hoàn toàn chứng minh quan hệ giữa hội quỹ ảm nguyệt cùng hội đế lâm không thể dùng để đóng đinh kim tâm nguyệt nhưng ít ra giúp tổ kiểm sát độc lập tranh thủ được quyền hạn hành động lớn hơn nữa làm bọn họ ở buổi chiều hôm đó liền khẩn cấp điều động lượng lớn bí kiếm sứ. Đột kích phong tỏa và điều tra bộ phát triển cùng với hơn 50 phân bộ, phân hội cùng cứ điểm bí mật của hội quỷ ảm nguyệt ở bảy đại thế giới, tổng cộng thu giữ vượt qua 3.200 bộ máy tính, cùng với hơn một vạn con chip lưu trữ. Tuyệt đại bộ phận bí mật của hội quỷ ảm nguyệt đều bại lộ ở dưới mí mắt tổ kiểm sát độc lập, cùng với đối thủ cũ, đối thủ một mất một còn của bọn họ, bí kiếm cục. Trong hai tuần sau đó, Tình thế lại chuyển tiếp đột ngột. Ước nguyện ban đầu của tổ kiểm sát độc lập là muốn thông qua những máy tính cùng con chip lưu trữ này điều tra rõ ngàn vạn luồng liên hệ giữa hội quỷ ảm nguyệt cùng hội đế lâm, thậm chí tìm được chứng cứ kim tâm nguyệt trực tiếp thao túng hội đế lâm, tự mình phóng hỏa, tự mình dập lửa, nuôi cho béo rồi thịt. Nhưng những chứng cứ này còn chưa tìm được, bọn họ tìm được trước, lại là chứng cứ hội quỷ ảm nguyệt và vài vị hào môn đại tông xếp hạng cao của liên bang các siêu cấp tông phái có được mấy trăm năm thậm chí hơn một ngàn năm lịch sử, thậm chí là các bá chủ, người sáng lập liên bang cũ, cấu kết với nhau. Căn cứ những chứng cớ này biểu hiện, sớm ở rất lâu trước khi hội quỷ ảm nguyệt thành lập, gần một trăm năm trước, kim tâm nguyệt thánh nữ yêu tộc này, vì yêu tộc sinh tồn cùng một lần nữa cuộc khởi, liền không thể không hướng các hào môn đại tông thật sự nắm giữ mạch máu liên bang cuối đầu xưng thần, làm tay sai cùng nanh vuốt của bọn họ, hơn nữa âm thầm hướng bọn họ vận chuyển con số thiên văn ích lợi phi pháp. Huyết yêu giới trăm năm trước vừa mới ký hiệp nghị đầu hàng, có được vô số lao công gia dày thịt béo, chịu khổ nhọc, lại chịu đựng, chế độ tứ trụ, hung đúc thời gian dài, tương đối ngoan ngoãn dễ bảo. Kim Tâm Nguyệt lấy những lao công này làm tấm thẻ đánh bạc, miễn cưỡng chen vào nhóm nhỏ bí mật của các hào môn đại tông truyền thừa mấy trăm năm, ở trên mặt đài xung phong hãm trận cho bọn họ. Mấy chục năm sau đó, Cô càng giúp vài hào môn vốn hơi yếu thế trong đó, đánh ngã không ít hào môn xếp hạng cao, cũng ở dưới sự ủng hộ của người thắng, mới từng bước một đi tới hôm nay vị trí này. Các loại chi tiết không thể công khai trong quá trình, tự nhiên không cần phải nói. Thương trường như chiến trường, chiến trường vô nhân nghĩa, những cặn bã ở trong khe rảnh tích tụ trăm năm, hôi thối không nói nổi hết thảy đều bị lật ra, bây giờ vài tông phái lớn vượt thế giới xếp hạng đầu liên bang, đặc biệt tông phái cổ xưa Hào môn nhiều đời trong thế giới trung tâm có được mấy trăm năm lịch sử. Hầu như không một cái nào may mắn thoát khỏi. Vụ án Hùng Viễn, vụ án Thương Hải, vụ án khai phá Nam Đẩu Tinh. Từng vụ án có liên quan với thao tác phi pháp, vận chuyển ích lợi, hối lộ lớn, hết thảy đều bị lật ra. Lần này, những hào môn đại tông từ thời đại liên bang cũ bắt đầu, đã hô mưa gọi gió, nắm giữ trời đất liền xấu hổ. Bởi vì cả sự kiện bỗng biến thành muốn đi chọc tổ ông vò vẽ kết quả phát hiện phía sau tổ ông vò vẽ thế mà có vài con hổ to đang ngồi vô luận ánh mắt công chúng cùng giới dư luận hay là bí kiếm cục cùng tổ kiểm sát độc lập đều ở trong bất tri bất giác từ kim tâm nguyệt cùng hội quỷ ảm nguyệt chuyển tới trên thân các hào môn đại tông này đạo lý rất đơn giản nhìn từ chứng cứ trước mắt phân tích ra kim tâm nguyệt chẳng qua là con rối các hào môn đại tông đó bày ở mặt bàn là tay sai giúp bọn họ xung phong hãm trận mà thôi nào có đạo lý không hỏi chủ mưu chỉ bắt tay sai nếu thật phải nói vận chuyển ít lợi kim tâm nguyệt xem như phía đúc lót các hào môn đại tông kia mới là bên nhận hối lộ so với đúc lót mà nói mọi người tựa như đối với nhận hối lộ càng không thể dễ dàng tha thứ hơn còn có nhìn từ một loạt chứng cớ kim tâm nguyệt cũng không phải hoàn toàn vì chính cô mà là vì ở trăm năm trước trong hoàn cảnh gian nan ác liệt như vậy giúp tộc nhân của mình, các yêu tộc đáng thương của huyết yêu giới miễn cưỡng sinh tồn, cũng từng bước một trở thành người liên bang bình thường. Mới không thể không hướng các hào môn đại tông đó cúi đầu, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, làm nanh vuốt của bọn họ. Hôm nay, dự luật quyền lợi ngang hàng toàn diện đã thông qua gần 50 năm, chiến tranh trăm năm trước sớm bị mọi người ném ra sau đầu, tuyệt đại bộ phận người liên bang đối với yêu tộc, thật ra cũng chưa nói là có kỳ thị quá lớn kim tâm nguyệt là xuất thân thánh nữ yêu tộc đây là chuyện mọi người đều biết như vậy cô vì tương lai tộc nhân của mình không thể không khuất phục các đầu sỏ liên bang ngay lúc đó ở cùng lúc yên lặng chịu đựng các đầu sỏ đó bắt chẹt vơ vét tài sản còn bị bọn họ buộc làm một số chuyện dơ bẩn xấu xí tựa như cũng tính là chịu nhục có chút đáng giá lý giải cùng đồng tình ít nhất cô có thể tranh thủ được cho tộc nhân một tương lai sáng sủa đem toàn bộ đen tối đều tự mình gánh vác cũng tính là có tình có nghĩa. Ba tuần ngắn ngủn, sự kiện liên tục lên men, thế giới trung tâm hầu như mỗi một hào môn đại tông đều bị đặt ở trên núi lửa thiêu đốt. Mà ở góc nào đó của linh võng, một loại quan điểm hoàn toàn mới cũng được lặng lẽ phóng thích, cũng rất nhanh đã lan tràn như cỏ dại. Kim Tâm Nguyệt tất nhiên có sai, nhưng cô ấy cũng rất đáng thương, ngẫm xem, 100 năm trước thân là thánh nữ yêu tộc, gánh vác vận mệnh cùng tương lai toàn bộ đồng bào tu vi cô ấy mới vẻn vẹn yêu vương hoặc là nói kết đan kỳ, đối mặt các đầu sỏ nắm giữ liên bang của mấy trăm năm, hôn mưa gọi gió không gì không làm được. Cô trừ cuối thấp cái đầu kiêu ngạo, ngoan ngoãn nghe lời, còn có lựa chọn thứ hai sao? Không sai, cô ấy chịu nhục, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, vất vả làm nhiều chuyện như vậy, nhưng từ bên trong nhận được lợi ích còn không đến 10%. Tuyệt đại bộ phận chỗ tốt đều bị các hào môn đại tông đó cầm đi rồi. Kim Tâm Nguyệt là vô tội, một trăm năm trước cô ấy vốn là một nữ hài tử phi thường thiện lương, một cô gái hồn nhiên vô tà nếu không, tam giới chí tôn trong truyền thuyết, kình kình Lý Diệu sao có khả năng thu cô ấy làm đồ đệ chứ? Cô ấy là đệ tử của Lý Diệu, Lý Diệu là đại anh hùng của chúng ta, cho nên cô ấy nhất định là người tốt. Chỉ tiếc Lý Diệu đi quá sớm, mất đi Lý Diệu che chở, nữ hài tử mảnh mai như Kim Tâm Nguyệt, lại nào có khả năng một mình thủ hộ tương lai của các đồng bào, đi ngăn cản bão táp mưa xa bên ngoài chứ? đám đầu sỏ chết tiệt kia ngay tại thời điểm kim tâm nguyệt mất đi sư phụ yếu ớt nhất thừa dịp sơ hở mà vào dùng tương lai yêu tộc uy hiếp cô ấy ép cô ấy càng lúng càng sâu làm nhiều chuyện không tốt như vậy kim tâm nguyệt là không thể tự làm chủ được thật sự quá đáng thương ta là xuất thân yêu tộc ta là một công dân liên bang chân chính nhưng ta cũng vĩnh viễn vì huyết mạch của mình mà kiêu ngạo thẳng tới hôm nay ta mới biết được vì để yêu tộc chúng ta đạt được quyền lợi công dân ngang hàng, kim tâm nguyệt thế mà ở trong bóng tối gánh vác nhiều thứ nặng nề như vậy, mà những hào môn đại tông đó hẳn là thuộc về thời đại cũ, thế mà có thể không biết xấu hổ vô sĩ đến loại trình độ này. Ta cũng là yêu tộc, trong hơn 100 tỷ dân cư của liên bang bây giờ, yêu tộc có tiếp cận 30 tỷ, chúng ta tuyệt đối ủng hộ kim tâm nguyệt, tuyệt đối sẽ không để bất cứ hào môn đại tông nào cưỡi ở trên cổ chúng ta, đem chúng ta coi là tay sai cùng nanh vuốt chúng ta sẽ chỉ nguyện trung thành liên bang sẽ chỉ vì liên bang mà chiến sẽ tuyệt đối không bị đám hào môn đại tông kia lợi dụng nữa cũng tuyệt không thể dễ dàng bỏ qua thủ lĩnh kim tâm nguyệt của chúng ta lại bị đám hào môn đại tông đó coi là con rối ta không phải yêu tộc nhưng ta đến từ thủy tinh giới cũng chính là tân tứ giới trong miệng thế giới trung tâm ta tuyệt đối ủng hộ ý kiến các vị đồng bào yêu tộc tinh diệu liên bang là thuộc về tất cả nhân dân bảy đại thế giới tuyệt đối không phải thuộc về những hào môn đại tông thế gia cổ xưa từ thời đại cũ lưu lại đã sớm không thích ứng thời đại phát triển liên bang mới nên có tông phái mới tông phái mới thật sự có thể đại biểu ích lợi của tất cả nhân dân bảy thế giới các kiểu ngôn luận như thế ở trong vòng mấy ngày ngắn ngủn giống như sóng triều ngập trời cơn bão siêu cấp thổi quét mỗi góc của toàn bộ linh võng đại thống nhất điều tra càng ngày càng xâm nhập các hào môn đại tông thế gia tu luyện có được mấy trăm năm lịch sử truyền thừa ùng ùng tiến vào trong tầm mắt của tổ kiểm sát độc lập hầu như mỗi ngày đều có tai tiếng mới bị lộ ra ở cùng lúc khiến toàn bộ công chúng đều trợn mắt cứng lưỡi giận không kiềm chế được cũng đã chứng minh tính chính xác của những ngôn luận bên trên thị trường phản ứng mãnh liệt đối với sự kiện kế hoạch ảm nguyệt lần này các tông phái cực kỳ có liên hệ với hào môn đại tông của thế giới trung tâm biểu hiện ở trên thị trường tài chính cũng là ào ào trôi sụp đổ kiểu tuyết lở. Càng không cần phải nói cao tầng không ít tông phái cùng với các gia trưởng của thế gia tu luyện đều cuốn vào trong đó, đã hoặc là sắp bị lập án điều tra. Nhân sĩ tin tức khẳng định, lần tai tiếng liên hoàng này nhổ cây cải củ kéo cả cả bùng bị lộ ra, nhất định sẽ mang đến ảnh hưởng kiểu lần ngã bài lớn đối với liên bang ở trên hai tầng diện kinh tế cùng chính trị. Các đầu sỏ cổ xưa từ mấy trăm năm, một ngàn năm trước, từ lúc ban đầu liên bang cũ thành lập đã tồn tại, một đường kéo dài và bành trướng tới hôm nay như khủng long vô cùng có khả năng sắp bị tháo rời cùng tổ chức lại mà sau khi tháo rời cùng tổ chức lại hoàn thành sức ảnh hưởng của bọn họ đối với liên bang mới nhất định sẽ xuống dốc không phanh nói từ trên ý nghĩa nào đó đây là một lần thay đổi triều đại cơ duyên xảo hợp nhưng lại đương nhiên hào môn cùng tập đoàn ích lợi cũ nhất định phải theo cái tên liên bang cũ này rời khỏi vũ đài lịch sử mà hào môn cùng tập đoàn ích lợi mới thì cuộc khởi như là mặt trời mới lên, tiếp tục chiếu rọi và bảo vệ mỗi một mảnh đất của liên bang mới. Đến tận đây, bỏ phiếu tuy còn chưa chính thức bắt đầu, nhưng lần tổng tuyển cử này lại đã sớm yên ổn cả rồi. Đinh Linh Đan, trận tuyến người yêu nước cùng thế giới mới, là người được lợi lớn nhất của cả sự kiện. Các tông phái từ xưa thế giới trung tâm bị tai tiếng quấn thân, đã sớm ốc còn không mang nổi mình ốc, quan mũ cởi giáp, chỉ nghĩ như thế nào thoát thân có thể diện, căn bản không có sức ở dưới tình huống chúng bạn xa lánh, chống lại lực lượng sau lưng Đinh Linh Đan, cùng với dân chúng phẫn nộ lục tục đứng ở Đinh Linh Đan bên kia. 12 nhà truyền thông tin tức có tiếng nói nhất của liên bang làm ra dự đoán đối với kết quả tổng tuyển cử tỷ lệ Đinh Linh Đan đắc cử đã tăng lên tới hơn 80%, tỷ lệ Kim Tâm Nguyệt đắc cử không đủ 7%. Một kết quả dự đoán gần như vớ vẩn như vậy, lại đặc biệt chưa thu lấy quá nhiều ý kiến phản đối. Mặc dù là người ủng hộ trung thành nhất của Kim Tâm Nguyệt, các kiêu tộc đáng tin đó, ở trước mặt chứng cứ không thể cãi lại, cũng không thể không thừa nhận, giờ này khắc này, Đinh Linh đang so với Kim Tâm Nguyệt càng thêm thích hợp trở thành nghị trưởng liên bang, dẫn dắt bọn họ bảo vệ Quang Minh. Ở dưới tâm tính vi diệu nào đó, hoặc là nói thao túng dư luận tinh diệu trên mạng, các công chúng tựa như ngay lập tức bắt đầu tiến vào thời đại nghị trưởng Đinh Linh đang. Mà sự quan tâm đối với Kim Tâm Nguyệt đã không là cô có thể trở thành nghị trưởng hay không, mà là cô sẽ chủ động rời khỏi tranh cử hay không, có thể dở xuống quần sáng bảo hộ bộ trưởng bộ phát triển hay không, bị chính thức lập án, thậm chí đưa vào ngục giam. Dù sao, liên bang là chú ý pháp luật, nỗi khổ trong lòng lớn tới đâu nữa, cũng không thể dao động uy nghiêm của pháp luật. Nếu thực có đạo diễn nào đó, ở sau lưng thao túng cả trận tuyết lỡ lớn, như vậy cho tới bây giờ, cô hầu như tính toán chính xác đến mỗi một chi tiết trừ một sự kiện. Cô tính toán không bỏ sót như thế nào nữa, cũng không có khả năng tính đến tiểu đội Hồng Liên, không phải tiểu đội Hồng Liên thật sự, mà là 12 lão quái vật đến từ cổ thánh giới, có được tu vi nguyên anh kỳ đỉnh phong thậm chí hóa thần, hơn nữa ở trong cổ thánh giới loạn chiến quỷ quyệt khó lường, rắc rối phức tạp lăn lộn mấy trăm năm. Nếu tiểu đội Hồng Liên chỉ là tiểu đội Hồng Liên, là một đám cao thủ kim đan hoặc là nhiều nhất nguyên anh sơ giai ngũ đông mấy trăm năm, ngây thơ không biết gì, tuyệt đối không có khả năng nhìn ra hư thật của cô gái tự xưng nguyệt lạc muội muội kia nhưng sau khi nguyệt lạc muội muội này lấy phương thức chui đầu vô lưới tiến vào tầm mắt 12 cường giả cổ thánh nhưng nửa ngày thời gian những lão quái vật ánh mắt sâu sắc đa mưu túc trí tâm cơ thâm trầm này liền đều nhìn ra được cô đang nói dối tàu vận tải vẽ chiến huy nước cộng hòa tinh hải đang chậm rãi chạy về phía trạm trung chuyển bước nhảy tinh vực bách hoa của liên bang bảy đại thế giới bọn họ sẽ ở đây sau khi tiếp tế tiếp viện một chút, trực tiếp nhảy đến liên bang thủ đô. Trong một gian phòng bí mật trên thuyền, tiểu đội Hồng Liên, hoặc là nói 12 lão quái vật, bao gồm Lý Diệu ở trong, đang tiến hành phân tích đối với liên bang hơn nửa tháng gần đây gió cuộn mây vần. Bọn họ lại không ngạc nhiên giống một số người nào đó trên linh võng, cho rằng gây ra tai tiếng lớn như vậy, liên bang sắp xong đời vân vân và mây mây. Không phải là cao tầng đấu đá, quyền lực đấu tranh cái gì cả, bọn họ không những gặp nhiều rồi thậm chí không ít người đều tự mình tham dự làm không biết mệt như là long dương quân hàng bạc lăng phượng hoàng đế mấy vị này đều là cao thủ trong lĩnh vực này vấn đề mấu chốt không ở cao tầng liên bang đấu tranh mà ở chỗ trận đấu tranh này rốt cuộc là hỗn loạn mất khống chế hay là cố ý có thể khống chế rốt cuộc là bỏ cái cũ lấy cái mới ngưng tụ lòng người có thể tăng cường sức chiến đấu của liên bang hay là xé rách tộc đàn mở rộng mâu thuẫn suy yếu sức chiến đấu của liên bang nếu là cố ý có thể khống chế vậy rốt cuộc là ai ở phía sau màn đạo diễn tất cả người này chính là chúa tể thật sự trong ngày tháng tương lai của liên bang nếu bọn họ thật muốn đàm phán với liên bang đàm phán điều kiện gia nhập liên minh liên bang vậy nên tìm người này đàm phán tiểu cô nương kia đang nói dối mặc dù tất cả tin tức chứa đựng trong ngọc giảng của cô ta đều là thật bản thân cô ta cũng đang nói dối hùng chủ của u vân quỷ tần phần tử chủ nghĩa quân Việt cổ điển Hàng Bạc Lăng nếu không phải đám người Lý Diệu và Hắc Dạ Lan chặn ngang một cước, liền vô cùng có khả năng lật đổ đại kiền, thống nhất cổ thánh giới thản nhiên nói, cô ta từng tiếp nhận tu luyện thần hồn phi thường chuyên nghiệp và cao minh. Độ nắm giữ đối với não vực của mình cực cao, có thể dễ dàng lừa gạt pháp bảo phát hiện nói dối bình thường cùng chuyên gia thẩm vấn, nhưng tự nhiên không lừa được ánh mắt các vị đạo hữu. Cô ta đang nói dối, cái gì, Nguyệt Lạc, bị giết, Cô ta hốt hoảng chạy trốn tới nơi này của chúng ta, những thứ này đều là giả, cả sự kiện không phải trong lúc vô tình tiết lộ ra, tầm ý đến mức phát ra là không thể vãn hồi, mà là trước đó đã mưu tính sẵn, từng vòng đang vào nhau. Mục đích chính là muốn đem hào môn đại tông của thế giới trung tâm đưa hết vào chỗ chết. Kết luận này, không thể nghi ngờ, không cần nói lời thừa thêm nữa, trọng điểm chúng ta nên chú ý là ai ở sau lưng thao túng tất cả. Đáy mắt Long Dương Quân liên tục sinh ra tia sáng kỳ dị, mỉm cười nói, hàng đạo hữu có cao kiến gì? Hàng Bạc Lăng thông qua máy tính mini, kích phát một màn hình lập thể, rất đơn giản, ai có thể từ trong cả sự kiện đạt được chỗ tốt lớn nhất, kẻ đó chính là người chủ đạo tất cả phía sau màn. Không phải, ta chỉ không phải Đinh Linh Đan, chỉ dựa vào Đinh Linh Đan và trận tuyến người yêu nước, không có khả năng đánh vào dưới mí mắt Kim Tâm Nguyệt, kiếm được nhiều tư liệu mấu chốt như vậy. Mời các vị xem đây là danh sách 100 siêu cấp tông phái mạnh nhất trước đây của Tinh Diệu Liên Bang, chia làm hai bộ phận trái phải, bên trái đánh dấu màu đỏ là tông phái bị tai tiếng lần này lan đến, lâm vào vùng lầy thật sâu, bị suy yếu nghiêm trọng, bên phải là tông phái hầu như không bị lan đến, hoặc là nhiều nhất liên lụy đến một ít việc nhỏ, không thương tổn nội tạng. Cẩn thận phân tích một phen, có phát hiện gì không? Mọi người xem, tông phái bên trái bị lan đến, bị suy yếu nghiêm trọng hầu như đều là hào môn truyền thống mấy trăm năm trước đã truyền thừa xuống, thâm căng cố đế, tài hùng thế lớn. Những cái này bên phải, tập đoàn Diệu Thế, Hội Song Giao, Sơn Hải Phái, Khải Sư Đoàn Đại Giác, Thiết Nguyên Khai Phá, huyết yêu sinh vật thần kinh, huyết yêu chế thuốc. Các công phái cùng tập đoàn rất ít bị lan đến, hầu như đều là thế lực mới phát trăm năm gần đây mới quật khởi. Những thế lực mới phát này chính là kẻ được lợi lớn nhất của sự kiện lần này hoàn toàn có thể tưởng tượng, ở tương lai không lâu, bọn họ sẽ hoàn toàn vượt lên trên hào cường truyền thống, thành lập thời đại mới thuộc về mình. Mà những thế lực mới phát này, lại có một số điểm giống nhau nào đó hay không? Đương nhiên, nghĩ hẳn các vị đạo hữu liếc một cái đã nhìn ra, vô luận tập đoàn diệu thế, hội song giao, đại giác tinh hải hậu cần, thiết nguyên tinh tổng thương hội khai phá, huyết yêu hội nghiên cứu thần kinh sinh vật, huyết yêu chế thuốc. Tất cả bọn họ đều tồn tại ngàn vạn quan hệ, mà những quan hệ này cuối cùng đều chứng thực đến trên thân một người. Ha ha, nếu bảo ta đặt một cái tên thống nhất cho những thế lực mới phát này, đem bọn họ coi là cả một tập đoàn ích lợi đến xem, rất đơn giản, bốn chữ. Tập đoàn Lý Diệu Bốn chữ này, như bốn tia sét kích lên nghị luận ùng ùng ở trong đám đông nguyên anh và hóa thần lão quái. Nhưng, trừ Yến Ly Nhân, Ba Tiểu Ngọc, Khổ Thiền Đại Sư các nguyên anh thật sự không có một chút hứng thú nào đối với đấu tranh quyền lực, cường giả còn lại ngược lại không có quá nhiều bất ngờ. Hiển nhiên, đặt thân ra ngoài sự việc, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, lại tận mắt thấy tiểu cô nương tự xưng nguyệt lạc muội muội kia là biểu diễn như thế nào, hoặc nhiều hoặc ít, bọn họ đều ra kết luận tương tự. Hàng Bạc Lăng nhẹ nhàng gõ gõ danh sách 100 tông phái mạnh của liên bang, đem tình hình cụ thể của từng tông phái dưới cờ tập đoàn Lý Diệu triển khai, tiếp tục nói vì sao những thế lực mới phát này cực ít bị lan đến có hai sự giải thích phi thường hợp lý. Thứ nhất, bởi vì ở 100 năm trước, cũng chính là thời điểm Kim Tâm Nguyệt và yêu tộc cần trợ giúp cùng nâng đỡ nhất, các thế lực mới phát này cũng vừa mới sinh ra không lâu, chưa có lực lượng một tay che trời khi đó liên bang hầu như chính là thiên hạ của hào môn lâu đời, Kim Tâm Nguyệt đi cầu những tông phái mới này cũng vô dụng. Thứ hai, khi đó Lý Diệu vừa rời khỏi không lâu, mọi người đều là phe Lý Diệu, không nể mặt sư cũng nể mặt Phật, nếu kim tâm nguyệt thật sự đối với các thế lực như tập đoàn diệu thế hội song giao có điều cầu cạnh các thế lực này cũng không có khả năng làm khó dễ cùng áp bức quá nhiều đối với cô ta khẳng định có thể giúp đỡ cho nên các thế lực mới phát này chưa có tài liệu đen nào rơi vào trong tay kim tâm nguyệt nhìn từ mặt ngoài hai lý do này phi thường vững vàng nhưng nếu chúng ta đứng ở tầng diện cao hơn để đối đãi cả sự kiện đối đãi tinh diệu liên bang trăm năm quá khứ thay đổi bất ngờ cũ mới chuyển giao, đem tập đoàn Diệu Thế, hội song giao vân vân các thế lực mới phát, đều coi là tập đoàn Lý Diệu một cái chỉnh thể như vậy để nhìn. Kết luận liền hoàn toàn khác. Hàng Bạc Lăng không hổ là một đời hùng chủ lấy sức một người, tập hợp lực lượng tất cả bộ tộc của cả Thảo Nguyên U Vân, cùng ở trong mấy chục năm ngắn ngủn tiêu diệt toàn bộ tông phái trên Thảo Nguyên, thành lập U Vân Bác Bộ, mưu toan ngầm chiếm thiên hạ. Đôi mắt hắn sáng ngời có thần, giống như con sói đói đa mưu túc trí, liếc một cái đã hiểu rõ mưu tính sâu xa của độc thủ phía sau màn. Hàng bạc lăng chật chật cảm thán, cảm thán toàn bộ bố cục đặc sắc cùng thâm thúy, lấy giọng điệu vô cùng tán thưởng, tiếp tục nói, nhìn chung trăm năm quá khứ, bên trong tinh diệu liên bang vẫn có đấu tranh quyền lực, điều này rất bình thường, mọi người đều là người, là người thì có ham muốn riêng cùng giả tâm. Ham muốn riêng cùng giả tâm không ngừng kích động, dung hợp cùng ngưng tụ lẫn nhau, sẽ hóa thành đủ loại phe phái cùng trận doanh ở vương triều đại kiền có hoạn đảng và đế đảng có tông phái địa phương cùng đế đô triều đình đối kháng ở u vân đại tần chúng ta tự nhiên cũng có đủ loại phe phái phản đối tinh diệu liên bang thổi phòng chính đại quang minh như thế nào nữa chung quy là quốc gia nhân loại tạo thành sao có khả năng là bền chắc như thép huống chi trong trăm năm qua tinh diệu liên bang phát triển lớn kiểu bùng nổ chính là tình thế hỗn loạn to lớn biên thùy tinh hải ngàn năm không thấy đủ loại kỹ thuật mới thần thông mới, phát hiện mới, nhất định sẽ mang đến tông phái mới, cường giả mới, giai tầng mới, tập đoàn ích lợi hoàn toàn mới xuất hiện, cuối cùng. Nhất định sẽ sinh ra xung đột kịch liệt với bá chủ thời đại cũ củ của liên bang, các hào môn ngày của mấy trăm năm trước đã thâm căn cố đế, một tay che trời. Cho nên, hôm nay tinh diệu liên bang tổng tuyển cử, nhìn từ mặt ngoài, hai bên cạnh tranh tựa như phân biệt đại biểu lợi ích của thế giới trung tâm cùng với lợi ích của thế giới mới, là địa vực tranh chấp nhưng trên thực tế lại là chiến đấu kịch liệt giữa hào môn ngày của đại biểu cho ích lợi tập đoàn truyền thống cùng với tập đoàn lý diệu đại biểu cho ích lợi giai tầng mới phát địa vực tranh chấp có lẽ có thể hóa giải mới cũ tranh chấp rất khó thỏa hiệp bốt 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 long dương quân là người đầu tiên vỗ tay nói rất hay hàng đạo hữu phân tích quá đặc sắc rồi linh thú đạo hữu ngươi cảm thấy thế nào cô lấy cùi trỏ chọc chọc Lý Diệu bên cạnh. Không sai, đâu ra đó, nhịp nhàng ăn khớp, chỉ thẳng lòng người. Lý Diệu cực kỳ nghiêm túc gật đầu, sâu sắc, thực con mẹ nó sâu sắc. Vương Công, Linh Thứ Đạo Hữu, hai vị khen trật rồi. Hàng Bạc Lăng cực kỳ tiêu sái hất tóc, trên khuôn mặt đầy đắc ý lại không có chút ý tứ, khen trật, lại là một vẻ mặt, chân tướng chỉ có một, ta biết hết rồi, đằng hắn cổ họng, tiếp tục nói, nửa tháng gần đây, Ta nghiên cứu lịch sử trăm năm phát tích của các thế lực lớn dưới cờ tập đoàn Lý Diệu, đối với toàn bộ tập đoàn Lý Diệu sinh ra. Phát triển, lớn mạnh, có một chút giải thích nho nhỏ, ở nơi này chia sẻ với các vị đạo hữu, thời gian gấp rút, rất nhiều sơ hở, mong rằng các vị không cần khách khí, chỉ ra chỗ sai nhiều hơn. Hàng đạo hữu khách khí rồi. Lý Diệu nói, ngươi là Vân Tần Hùng chủ Tôn Quý, ánh mắt thao lược, đều là xuất chúng nhất trong chúng ta những người này, quan điểm của ngươi nhất định cực kỳ có cái nhìn và sự giải thích, tất cả chúng ta đều chăm chú lắng nghe là được. Hàng Bạc Lăng mỉm cười, không chút hoang mang nói, 100 năm trước, kền kền lý diệu được xưng tam giới chí tôn, hầu như lấy sức một người, làm mưa làm gió, quát tháo bốn phương, chia rẽ, hóa giải mâu thuẫn vạn năm của nhân tộc cùng yêu tộc, đem ba giới thiên nguyên, phi tinh và huyết yêu sâu chuỗi lại với nhau. Lập công tích hiển hách biên thùy tinh hải nghìn năm qua cũng chưa ai có thể lập ra, mà chính hắn, cũng nhảy trở thành siêu cấp anh hùng toàn liên bang mọi người đều biết, địa vị tôn sùng đây là sự thật lịch sử ai cũng biết. Nhưng, hừ hừ, chênh lệch giữa cái gọi là siêu cấp anh hùng cùng chí tôn bá chủ, đâu chỉ là cách biệt một trời một vực. Các vị, chúng ta ở cổ thánh giới cũng từng thấy vô số anh hùng hảo hán nhỉ, nhưng chẳng lẽ mỗi anh hùng hảo hán đều có thể thành lập một thế lực cường đại huy hoàng ngàn năm sao? Tự nhiên không phải. Anh hùng có là uy vọng cùng danh tiếng nhưng như thế nào đem uy vọng và danh tiếng chuyển hóa trở thành thế lực thật sự, hơn nữa để phần thế lực này không ngừng bành trướng, truyền thừa trăm năm, ngàn năm, đây là vấn đề lớn từ xưa đến nay đã rất khó phá giải. Hừ, ở cổ thánh giới, mỗi khi một anh hùng mới xuất hiện, các hào môn cổ xưa, thế lực mốt meo là có cách đối phó hắn. Chưa chắc cần đau thật thương thật đi công kích hắn, càng có khả năng là chọn dùng biện pháp tước quyền lực cùng nâng lên mà giết, đem hắn nhấc lên cao cao, chỉ có mỗi cái gọi là uy phong cùng danh vọng, biến thành một bức tượng thần, mà lợi ích thật sự từ trên uy phong cùng danh tiếng chảy xuống, vẫn thuộc về các hào môn cổ xưa. Thế lực mốt meo So với vương triều đại kiền của Phượng Hoàng đế mà nói, U Vân Quỷ Tần của bản thân hàng Bạc Lăng cũng là thế lực mới phát giả tâm bừng bừng. Cho nên hắn ở trong tranh đấu mới cũ, tự nhiên không chút do dự đứng ở bên này của tập đoàn Lý Diệu, càng nói càng che giấu không được sự tán thưởng trong giọng nói, 100 năm trước lý diệu sáng tạo công lao sự nghiệp to lớn cái gọi là tập đoàn lý diệu vừa mới sinh ra không khỏi có hiềm nghi cây to đón gió không cần bao lâu các hào môn ngày cũ đã chen chúc mà tới nghĩ cách tước quyền lực hắn trói buộc hắn hút khô hắn đổi thành anh hùng bình thường chỉ sợ vô luận như thế nào cũng tránh không được giải quyết như vậy kết quả tốt nhất chính là tẩn giật tiến vào trong nhóm hào môn ngày cũ bị bọn họ hoàn toàn đồng hóa trở thành một cái hào môn bình thường Hừ, nếu là người khác, hào môn bình thường có lẽ chính là mục tiêu đỉnh cao phấn đấu cả đời, nhưng kền kền lý diệu lý lão ma, hắn là người cỡ nào? Có thể lập ra thống nhất tam giới, công lao cái thế như vậy, hắn sao có khả năng cam tâm trở thành vẻn vẹn một thành viên của trật tự cũ chứ? Đánh vỡ trật tự cũ, độc bá liên bang mới. Chỉ sợ đây mới là mục tiêu thật sự của lý lão ma. Bốp. Lý Diệu nhịn không được vỗ đùi thật mạnh, thất thanh hô lên, có đạo lý sao ta không nghĩ tới ai đâu chỉ linh thú thượng nhân đạo hữu xuất thân vô mang nơi xa xôi lại chuyên chú vào đúc kiếm luyện khí như vậy không nghĩ tới ngay cả ta người này được xưng lạc u vân chi chủ nếu không phải gần đây xảy ra một chuỗi sự tình cũng tuyệt đối không ngờ được khẩu vị của lão ma này thế mà lớn đến loại trình độ này hàng bạc lăng liên tục cảm thán vẻ mặt vừa khâm phục vừa có chút sợ hãi ánh mắt lý lão ma thật sự quá xa xôi to lớn rồi tâm cơ thật sự quá thâm trầm, thủ đoạn thật sự quá tàn nhẫn, thật không hổ là lão quái vật 12 nguyên anh cùng hóa thần chúng ta liên thủ, cũng phải kiên kỵ ba phần. Linh Thứ Đạo Hữu, ngươi cho rằng, vì sao hắn sẽ ở 100 năm trước, thời điểm thanh danh vang nhất, hy vọng cao nhất, đột nhiên biến mất, suốt 100 năm cũng chưa hiện thân. Lý Diệu chớp mắt thật lâu, vắt hết óc suy nghĩ rất lâu, chỉ có thể bỏ qua, lắc đầu như trống bỏi, không nghĩ ra, không nghĩ ra, rốt cuộc vì sao. Rất đơn giản, bốn chữ, lấy lui làm tiếng. Hàng Bạc Lăng trầm giọng nói, tình thế lúc đó, tập đoàn Lý Diệu đã bước đầu hiện ra nanh vuốt, lấy uy vọng cùng danh tiếng từ từ tăng trưởng của Lý Diệu, tiếp tục phát triển, tuyệt đối sẽ xảy ra xung đột ích lợi với thế lực bảo thủ của hào môn ngày cũ. Phải biết, ngay lúc đó liên bang đã không còn huyết yêu giới đại địch bên ngoài này, mà quân viễn chinh đế quốc lại phải hơn 100 năm sau mới có thể đến, vậy hơn 100 năm ở giữa cũng không có họa ngoại xâm, chẳng phải là chỉ có thể nội đấu nếu lý diệu tiếp tục ở lại liên bang tập đoàn lý diệu hắn lãnh đạo tiếp tục phát triển tốc độ cao như vậy rất nhanh sẽ xung đột chính diện với hào môn ngày xưa tập đoàn lý diệu lúc đó cánh chim chưa đầy đặn cho dù to lớn mạnh mẽ nhất thời nhưng chung quy căng cơ nông cạn hoặc là nói không có chút căng cơ làm sao là đối thủ của những hào môn ngày xưa thế gia ngàn năm kinh doanh mấy trăm năm hơn một ngàn năm người ta sẽ tuyệt đối không chính diện đối phó hắn lại sẽ như là mãng xà, trói buộc hắn cắt mặt, hạn chế hắn, nhốt giết hắn, tuyệt đối sẽ không tùy ý tập đoàn lý diệu của hắn lớn mạnh, muốn lớn mạnh có thể, tất cả đều phải dựa theo quy tắc trò chơi cũ để chơi. Lên cũng nhanh mà ngã cũng nhanh. Ví dụ như vậy, chúng ta những người trong cổ thánh giới này, chẳng lẽ thấy còn ít sao? Đối mặt cục diện bất lợi như thế, Lý Lão Ma chơi hai chiêu số phi thường cao minh. Thứ nhất, lấy lui làm tiếng, chủ động biến mất, được xưng là đi. Thăm dò tinh hải đi. Một chiêu này, hai tác dụng, một mặt là tỏ ra yếu thế, cho thấy mình chỉ là nhàn vân giả hạt, không màng danh lợi cùng quyền lực, căn bản không có lòng tranh bá, cho nên hào môn ngày xưa có thể hoàn toàn yên tâm đối với các thế lực đánh nhỏ quái nhỏ, không được việc gì danh nghĩa hắn. Một mặt khác, đây cũng là một loại cảnh cáo, ta lý lão ma hôm nay ra ngoài dạo chơi tu luyện, nhưng các ngươi cũng không thể quá phận đối với đồ tử đồ tôn của ta, bằng không, ai biết vài năm sau, ta sẽ lấy phương thức gì, mang theo thế lực gì trở về, tính sổ sau chuyện. Hay, chiêu này thật sự là hay nha. Chiêu thứ hai, thì càng hay hơn nữa, đó là Kim Tâm Nguyệt, đệ tử Lý Lão Ma yêu quý nhất, cũng là một quân cờ mấu chốt nhất. Đáy mắt Lý Diệu chợt lóe ánh sao, ngừng thở, thò đầu ra, rất khiêm tốn nhìn hàng bạc lăng, nói như thế nào. Hàng bạc lăng đang nghe truyện trên TV audio CV cười khẽ, dùng giọng điệu tất cả đều ở trong sự nắm giữ nói, ba đại đệ tử của kênh kênh lý diệu, trong đó quan môn đệ tử Kim Tâm Nguyệt, là một kẻ nhìn như tính độc lập mạnh nhất, kiệt ngạo bất tuân nhất. Khác với hai đệ tử còn lại hầu như bắt đầu bồi dưỡng từ số 0, Kim Tâm Nguyệt lúc gặp được Lý Diệu, đã là cao thủ cấp bậc yêu vương, xem như mang theo tài mà bái sư phụ, hơn nữa sau lưng cô ta có thế lực của mình, đó là toàn bộ huyết yêu giới, sau khi tiếp nhận thành viên tổ chức của phụ thân, cô lạc huyết yêu chi chủ hoàn toàn xứng đáng trên rất nhiều truyện ký và tài liệu giải mật đều nói kim tâm nguyệt và lý diệu tổ hợp thầy trò mang theo hương vị giao dịch chính trị nồng đậm là vì huyết yêu giới và thiên nguyên giới chung sống hòa bình mới bất đắc làm ra thật ra lý diệu chưa chắc thật lòng muốn nhận kim tâm nguyệt làm đồ đệ kim tâm nguyệt yêu nữ giả tâm bừng bừng này cũng không phải thật tâm nguyện trung thành lý diệu gã sư phụ này không sai nhìn từ mặt ngoài quả thực như thế lúc cần kền, kền lý diệu còn còn có thể dùng thần thông vô địch và uy danh hiển hách của mình áp chế kim tâm nguyệt đợi tới khi lý diệu dạo chơi tinh hải biến mất ở trong tầm nhìn của công chúng giả tâm của kim tâm nguyệt lập tức phát tác mang theo tài nguyên toàn bộ huyết yêu giới quay sang đầu nhập dưới cờ của những hào môn ngày xưa rất nhiều thời điểm không những không nể mặt tập đoàn diệu thế hội song giao vân vân các tông phái lý diệu hệ chút nào thậm chí vì bảo vệ lợi ích hào môn ngày xưa Đối chọi gay gắt với những kẻ Lý Diệu hệ tạo thành một biểu hiện giả dối nội bộ, tập đoàn Lý Diệu phân liệt, thậm chí là căn bản không tồn tại tập đoàn Lý Diệu. Cho nên, không ít thành viên trung tâm Lý Diệu hệ như Đinh Linh Đan, Vu Mã Viêm, Tạ An An, thậm chí đám người Mạc Huyền, Bạch Khai Tâm, Hùng Vô Cực, Yêu Đao Bành Hải hơi bên ngoài một chút, đều không quá thích Kim Tâm Nguyệt, có nhiều dị nghị đối với cô ta, cho rằng cô ta là nữ nhân âm độc bạc tình quả nghĩa, gái có xương phản đến về sau chỉ có cục trưởng cục bí kiếm quá xuân phong còn nể mặt lý diệu bạn ngày xưa tận tâm hết sức nâng đỡ kim tâm nguyệt giúp cô ta ở trong cục bí kiếm liên tục thăng quan lại buông tay để cô ta một mình đảm đương một phía xây dựng thành viên tổ chức tiểu đội ảm nguyệt chỉ trung với một mình cô ta như vậy ai biết kim tâm nguyệt sau khi cánh chim cứng cáp lại trắng ngược một phát mâu thuẫn trở nên gay gắt với quá xuân phong mỗi người đi một ngã mang theo toàn bộ đoàn đội lập đỉnh núi khác xây dựng hội quỷ ảm nguyệt đối thủ lớn nhất của cục bí kiếm bây giờ, khăng khăng một mực nguyện trung thành các hào môn ngày xưa của thế giới trung tâm. Chật 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 chật, chỉ nhìn hành vi ở mặt ngoài của Kim Tâm Nguyệt, quả thực là vong ân phụ nghĩa, người chê quỷ ghét, trách không được trận tuyến người yêu nước của Đinh Linh Đan, muốn dốc toàn lực đấu một trận với cô ta. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, liên tục gật đầu, không sai, nhìn từ mặt ngoài quả thực như thế, nhưng hàng đạo hữu nói như vậy, nhất định còn có trên thực tế. Hàng Bạc Lăng cười lạnh mấy tiếng, nói, nếu chỉ nhìn mặt ngoài, không khỏi quá xem nhẹ kim tâm nguyệt kỳ nữ tử này, càng xem nhẹ thủ đoạn khống chế đệ tử của kền kền lý diệu lão ma này. Hừ, thoạt nhìn, kim tâm nguyệt là đầu nhập đến dưới cờ hào môn ngày xưa, nhưng cái gọi là hào môn ngày xưa cũng không phải bền chắc như thép, cạnh tranh nội bộ cũng cực kỳ kịch liệt, có phân chia hào môn lớn, hào môn nhỏ. Lúc này, Lý Diệu đã dạo chơi tinh hải, trận tuyến người yêu nước của Đinh Linh đang vừa mới bắt đầu phát triển đại bộ phận thành viên trung tâm bây giờ khi đó còn đang ngồi tù đập đá ở biên duyên Tinh Hải mà Kim Tâm Nguyệt có được thế lực lớn nhất lại đầu nhập Hào Môn ngày xưa thấy thế nào cái gọi là tập đoàn Lý Diệu cũng là chuyện giả dối hư ảo đã không cần lo lắng tập đoàn Lý Diệu như vậy ở trong những năm qua liên bang mới phát triển tốc độ cao các Hào Môn ngày xưa tự nhiên là nội đấu không ngớt mà sách lược của Kim Tâm Nguyệt sao, chính là đầu nhập vào các hào môn nhỏ, thế lực hơi yếu chút, căng cơ hơi nông chút, dùng nhân lực tài nguyên đầy đủ của huyết yêu giới, cùng với tiện lợi của cô ta ở cục bí kiếm, lại thêm thủ đoạn hiểm độc của mình, giúp bọn họ đối phó mấy hào môn lớn nhất. Các vị đạo hữu, linh thứ đạo hữu mời xem, đây là tông phái siêu cấp lớn tổng hợp xếp hạng 3 của liên bang bây giờ, lục tiên môn, một siêu cấp hào môn sáng lập ở sau 155 năm trước, lịch sử lâu đời, thâm căn cố đế, cũng là một cái cuốn vào sâu nhất trong lần kế hoạch ảm nguyệt này bị tố giác, tuôn ra một loạt tai tiếng. Nhưng ta từng điều tra, hơn 100 năm trước, xếp hạng thực lực tổng hợp của lục tiên môn ở liên bang cũ, bình quân cũng chỉ di động lên xuống ở 15-16, không phải là mấy đầu sỏ lớn nhất, mà là thông qua hợp tác với kim tâm nguyệt, ra sức áp bức tài nguyên huyết yêu giới. Lại dùng các loại thủ đoạn không thể công khai diệt trừ đối thủ cạnh tranh, mới từng bước một lớn mạnh cho tới hôm nay hào môn ngày xưa nổi tiếng trên bản còn lại phần lớn như thế tóm lại kim tâm nguyệt chính là lợi dụng loại sách lược này giả vờ đầu nhập vào hào môn nhỏ giúp hào môn nhỏ đấu ngã hào môn lớn âm thầm lớn mạnh bản thân thu hoạch sự tín nhiệm của hào môn nhỏ trở thành người phát ngôn ích lợi của bọn họ cùng lúc cũng nắm giữ lượng lớn tài liệu tối của hào môn nhỏ ha 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 ha, ha linh thú đạo hữu ngươi biết không kền kền lý diệu lý lão ma kia có một sở thích lớn nhất chính là luyện chế bom tinh thạch lý diệu trịnh trọng gật gật đầu có chút nghe nói lão ma này cả đời luyện chế vô số bom tinh thạch nhưng một quả uy lực cường đại nhất âm hiểm ác độc nhất trong đó chính là bản thân kim tâm nguyệt hàng bạc lăng vỗ bàn thật mạnh trợn tròn mắt nói kim tâm nguyệt chính là một quả bom tinh thạch uy lực vô cùng chứa đầy nọc độc đem mình cùng các hào môn ngày xưa thắng lợi trong đấu tranh kịch liệt các cao buộc vào nhau khi nhẫn chờ đợi ước chừng 100 năm, đợi tới khi đám hào môn ngày xưa hoàn toàn yên tâm với cô ta. Nâng cô ta ra tranh cử nghị trưởng, vành một tiếng dẫn nổ, đem mình, cùng những hào môn ngày xưa ngăn cản ở trước mặt tập đoàn Lý Diệu, mốc mèo không chịu nổi, hết thảy đều nổ tung. Trong nháy mắt, chỉ trong nháy mắt. Khi tập đoàn Lý Diệu, con khủng long bạo chúa ẩn núp quá lâu ở trong vực sâu này rốt cuộc từ trong bóng đêm cuộc khởi, trước mặt bọn họ đã là ban ngày, trời đất mênh mông, không có bất cứ lực lượng nào có thể chống lại bọn họ, cùng hai chữ Lý Diệu này. Đây là toàn bộ kế hoạch của Lý Lão Ma. Kim Tâm Nguyệt mới là chân truyền đệ tử hắn yêu quý nhất, đồng thời cũng trung thành với hắn nhất. Lý Lão Ma tuyệt không chỉ cam tâm làm một anh hùng liên bang, có tiếng không có miếng. Hắn ẩn nhẫn trăm năm, vì thật sự cuộc khởi, hoàn toàn nắm giữ liên bang, đâu chỉ tam giới chí tôn, quả thực muốn làm vạn giới chí tôn, để tinh diệu liên bang trong tương lai ngàn năm, đều quán triệt ý chí của hắn. Hàng Bạc Lăng càng nói càng kích động, càng nói càng thâm phục, vỗ bàn ầm ầm, trừng mắt nhìn Lý Diệu, linh thú đạo hữu, đây là phân tích của ta đối với cả sự kiện, ý của ngươi thế nào, có phải tương đối chấn động hay không? Quả thực, rất, rất chấn động. Lý Diệu từ trong lòng lấy ra một cái ống trúc cổ kính, đổ ra mấy viên như cứt dê, ta ăn hai viên đại hoàng đang trấn áp kinh hải trước. Đâu chỉ chấn động, khi ta vận dụng kinh nghiệm phong phú mình ở trên U Vân Đại Thảo Nguyên quét ngang bốn phương, tiêu diệt các tông phái ngày xưa, nắm giữ quyền to, để cân nhắc một loạt an bài của Lý Lão Ma, cùng phát họa ra toàn bộ kế hoạch của hắn, quả thực cảm thấy, cảm thấy khủng bố vô biên. Hàng bạc lăng thở dài một tiếng, trên mặt toát ra vẻ mặt khó có thể dùng văn chương hình dung, cười khổ lắc đầu, ngày xưa ở cổ thánh giới, ta luôn cho rằng, mình luận võ công có lẽ không bằng yến ly nhân đạo hữu, vô song kiếm thánh như vậy, nhưng luận văn thao vũ lực mà nói ta tuyệt đối không thua bất luận kẻ nào mặc dù vừa mới tới thế giới văn minh tu chân hiện đại này thấy được tàu vũ trụ cùng thành thị vũ trụ lớn của bọn họ ta cũng cho rằng đó chẳng qua là kỳ kỷ dâm xảo thật sự muốn chơi thủ đoạn đấu tâm cơ mà nói bọn họ xa xa không phải đối thủ của chúng ta thẳng tới hôm nay hôm nay ta kiến thức được một góc nhỏ trong kế hoạch trăm năm của lý lão ma mới chính thức hiểu biết được cao thủ thế giới này thâm trầm cùng đáng sợ. Kẻ nổi tiếng nhất định không chỉ có hư danh, kền kền lý diệu là tam giới chí tôn hoàn toàn xứng đáng, trăm năm phong vân, nháy mắt tiếu ngạo, ngửa tay làm mây úp tay làm mưa, giết người vô hình. Phục rồi, đối với lão quái vật này, hàng mổ là thật sự phục rồi. Không những hàng bạc lăng thở dài thở ngắn như thế, các nguyên anh cùng hóa thần còn lại nghe hắn giảng giải chỗ tinh diệu trong kế hoạch của lý lão ma, cũng chật chật than thở, tương đối bội phục càng thêm kiên kỵ lý diệu a à, hàng đạo hữu chúng ta có phải hay không cũng không cần tự coi nhẹ mình như vậy không phải tự coi nhẹ mình mà là thực sự cầu thị hàng bạc lăng nghiêm mặt nói linh thú đạo hữu ta ăn ngay nói thật ngươi tuyệt đối đừng tức giận ngươi xuất thân vu mang sơn giả lại lấy đúc kiếm luyện khí làm nghề chính cho dù theo vương công học vài ngày thuật quyền mưu trá biến lại có thể nào hoàn toàn lĩnh ngộ được tinh túy của đấu tranh quyền lực cân nhắc ra sự đáng sợ của Lý Lão Ma đây. Ngươi biết, hắn đáng sợ nhất là cái gì không? Lý Diệu sờ cầm, nheo mắt nói, là cái gì? Nắm chắc thời cơ. Hàng Bạc Lăng nghiêm túc nói, Lý Lão Ma lựa chọn cho Kim Tâm Nguyệt, thời gian dẫn nổ, quả thực không thể tốt hơn nữa, ngươi hiểu không? Lý Diệu lắc đầu, không hiểu lắm, nguyện nghe cho rõ. Rất đơn giản, nhưng cũng tinh diệu tuyệt luân. Hàng Bạc Lăng giải thích, vì sao là sau khi Lý Lão Ma biến mất 100 năm, hạm đội Hắc Phong sắp binh đến dưới thành giờ phút này, mà không phải sớm hơn hoặc là muộn hơn? Thứ nhất, trải qua trăm năm phát triển, các chi nhánh của tập đoàn Lý Diệu tất cả đều phát triển hẳn lên, cánh chim cứng cáp, có được tiền vốn trồi lên mặt nước, đối kháng chính diện với hào môn ngày xưa. Thứ hai, các hào môn ngày xưa dù sao thâm căn cố đế, chính cái gọi là con rết trăm chân, chết mà không ngã, nếu là thời kỳ hòa bình, tai tiếng như vậy tuy sẽ làm bọn họ bị thương nặng, nhưng chưa chắc có thể đem bọn họ dùng vào chỗ chết, một khi đánh không chết bọn họ, bọn họ vô ngược nhất định sẽ vô cùng càng trở. Thật sự dẫn tới liên bang phân liệt, đó tuyệt đối không phải điều lý lão ma muốn nhìn thấy. Bây giờ lại khác, bây giờ chọn là chiến tranh nghị trưởng, một khi nghị trưởng mới lên đài, 100% sẽ tuyên bố liên bang tiến vào trạng thái chiến tranh cao nhất. Nghĩ xem, dưới trạng thái chiến tranh cao nhất, Tất cả suy xét vì chuẩn bị chiến đấu, quyền lực nghị trưởng mới bành trướng cực cao, các hào môn ngày xưa lâm vào tai tiếng trong không thể rút ra, còn không phải thịt cá trên thớt, mặc cho người ta xâm lược. Thứ ba, một điểm mấu chốt nhất, một khi ở dưới tập đoàn Lý Diệu, chủ đạo, liên bang chiến thắng quân viễn chinh đế quốc, thì tiền lãi chiến tranh hạm đội Hắc Phong lưu lại, 89 phần 10 đều sẽ bị tập đoàn Lý Diệu hoàn toàn cắn nuốt, ngay cả cặn cũng sẽ không lưu lại chút nào cho hào môn ngày xưa. Từ đó, tập đoàn Lý Diệu thông qua trận thắng lợi huy hoàng này, thực lực đâu chỉ bành trướng cấp 10, mà các hào môn ngày xưa ở trong lúc chiến tranh bị suy yếu nghiêm trọng, sau cuộc chiến lại đói lã, nào còn có thể xưng lạc hào môn, lại dựa vào cái gì đấu với nhân mã của Lý Diệu. Cái này gọi là trăm năm mài kiếm, một kiếm đoạt mạng. Lý lão ma ngủ đông trăm năm, không nhúc nhích, ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, giống như đã biến thành truyền thuyết trên tinh hải, nhưng không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là sát chiêu trí mạng nhất căn bản ngay cả nửa điểm cơ hội cũng không để lại cho hào môn ngày xưa trăm năm mài kiếm một kiếm đoạt mạng hàng bạc lăng phân tích lưu loát trọn vẹn quả thực từng vòng đang vào nhau kính không kẽ hở không chê vào đâu được cách không được ở sau khi ngừng thở kiên nhẫn nghe hắn nói xong đám đông nguyên anh cùng hóa thần lão quái tất cả đều phát ra tiếng hô kinh ngạc phượng hoàng đế chu tông hữu là kẻ đầu tiên lên tiếng Tiểu hoàng đế tâm cao khí ngạo là tử địch với hàng bạc lăng, vừa rồi nghe hắn thao thao bất tuyệt hồi lâu, đã sớm không kiên nhẫn, lúc này cướp lời, không sai, trẫm cũng là phân tích như vậy, lý lão ma tâm cơ quả thực sâu không lường được, nếu đặt ở cổ thánh giới chúng ta. Tuyệt đối là kiêu hùng trong loạn thế, hỗn thế ma quân, chỉ sợ, chỉ sợ cái gọi là tam thánh tứ hung cộng lại, cũng không phải đối thủ của hắn. Cái đó còn cần nói. Hỗn thiên vương thích trường thắng cười lạnh hắc hắc, chỉ có đặt nhầm tên, không có gọi sai ngoại hiệu, trước kia lão thích còn luôn luôn kỳ quái, sao đường đường tam giới chí tôn, đại anh hùng từng cứu vớt liên bang, lại gọi là kền kền, cái ngoại hiệu chẳng ra cái gì cả như vậy, thẳng tới hôm nay, ta mới bừng tỉnh đại ngộ. Thật sự không có gì so với hai chữ kền kền càng thích hợp hơn với lão quái vật này. Thật sự là không thể tưởng tượng, lão ma này rốt cuộc có một phen tạo hóa cỡ nào, thế mà có thể đem tâm cơ cùng mưu lược, Tu luyện đến cảnh giới khủng bố như vậy. Ta và Vu đạo hữu ở cổ thánh giới trăm năm trước cũng từng kiến thức rất nhiều cao thủ, cường giả, kiêu hùng một mình một lối, độc bá một phương, nói câu to mồm không biết ngượng, chúng ta cũng tính là từng trải qua sóng to gió lớn. Hóa thần quỷ tu môn xích tâm, cũng nhịn không được thở dài một tiếng nói, nhưng lý lão ma đối thủ đáng sợ như vậy, ngay cả hai hóa thần chúng ta cũng là bình sinh chưa từng gặp. Tuy chúng ta vừa đến long xà tinh vực, đã đề cao cảnh giác đối với Lý Lão Ma, đoán hắn vô cùng có khả năng sẽ là đối thủ khó nhằn nhất trong trận này, nhưng hôm nay xem ra, chúng ta đánh giá cao như thế nào nữa, vẫn như cũ là xa xa đánh giá thấp Lão Ma này. Ngay cả kiếm si Yến Ly Nhân luôn luôn không có chút hứng thú đối với loại âm mưu quỷ kế, mưu tính bố cục này, chỉ muốn vung kiếm chém lung tung, cũng cực kỳ hiếm thấy gia nhập thảo luận, trăm năm mài kiếm, một kiếm đoạt mạng. Quả nhiên tâm tính tốt, mưu lực tốt, lòng dạ tốt chính cái gọi là kiếm như chủ của nó, nghe nói lý lão ma trăm năm trước chính là cao thủ đỉnh cấp số một số hai liên bang, nếu loại tâm tính trăm năm một kiếm này của hắn, có thể hoàn toàn dung nhập trong kiếm đạo của hắn, thật không hiểu có thể chém ra một kiếm đáng sợ cỡ nào. Không tồi, thật sự không tồi, có một ngày nào gặp gỡ hắn, nhất định phải thống thống khoái khoái đánh một trận, hoàn toàn lĩnh giáo một phen trăm năm một kiếm của hắn, cho dù có thể chết kiếm kiếm như vậy, cũng tính là mộng tưởng cao nhất của một kiếm tu rồi đợi chút, đợi chút, đợi chút. Khiếu hóa tử ba tiểu ngọc vẫn có chút tỉnh tỉnh mê mê, gõ bàn hỏi, các vị đạo hữu, khiếu hóa tử còn có một chuyện không rõ nếu lý lão ma thật sự lợi hại như thế, dùng trăm năm thời gian, âm thầm bày ra tất cả, vì sao bây giờ còn chưa hiện thân? Hiện thân làm gì? Thiết thánh tề trung đạo là minh chủ tu chân giới trên danh nghĩa, đối với các chiêu trò trong đó tự nhiên nhìn thông thấu, theo hào môn ngày xưa quét sạch, tập đoàn lý diệu cường thế quật khởi, hoàn toàn chiếm cứ vũ đài liên bang mới tùy tiện chọn nghị trưởng cùng cao tầng như thế nào hoặc là lão bà của lý diệu hoặc là đệ tử của lý diệu hoặc là chí thân bạn tốt từng có giao tình bằng tính mạng với lý diệu bên trong vô luận chia làm mấy phái đấu chung quy là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài mặc kệ ai làm nghị trưởng liên bang lý lão ma đều là thái thượng hoàng hoàn toàn xứng đáng hừ nghị trưởng liên bang bốn chữ này không đáng tiền thật giống như hoàng đế và minh chủ tu chân giới, những cái bản hiệu này hết thảy không đáng giá tiền. Mấu chốt là, quyền lực thật sự nắm giữ ở trong tay ai. Ít nhất bây giờ xem ra, cái này đã thành công, người cầm lái thật sự của liên bang trăm năm tương lai, đều là của kền kền lý diệu, lý lão ma hắn không thể nghi ngờ. Còn có, Bạch Liên lão mẫu vạn minh châu giọng chói tai nói, rất nhiều thời điểm, người sống không tiện như người chết. Lý lão ma ở mặt ngoài rời xa liên bang trăm năm, nhưng loại trạng thái thần bí không chết không sống này, lại thêm nhân sĩ có tâm dưới trướng hắn cổ suý, dần dần đã đem hắn thần hóa. Cái gọi là tam giới chí tôn, lý diệu đại thần, cha của văn minh, thậm chí ngay cả liên bang quốc phụ, danh hiệu vô sĩ như vậy cũng bị cổ suý ra nếu không có người âm thầm châm ngòi thổi gió, có thể sao? Cho dù có người cố ý làm, nếu hắn còn mà nói, không biết xấu hổ tự biên tự diễn, thổi phồng như vậy sao? hắn dám thổi như vậy người khác cũng sẽ đề cao cảnh giác với hắn nha ai chiêu số của lão ma này thật sự là nghĩ bạch liên giáo của ta ở vùng đông nam đại kiền đau khổ dãy dụa mấy chục năm cũng không nhất định có thể mời chào được trăm vạn tính chúng mà lão ma này chỉ chơi một chiêu lấy lui làm tiếng dạo chơi tinh hải lại đem bản thân biến thành thần người thờ phụng hắn đâu chỉ chục tỷ không trứ một chữ được hết phong lưu mê hoặc lòng người trong vô ảnh vô hình cao thật sự là cao. Đến lượt Long Dương quân lên tiếng. Long Dương quân mỉm cười, nói, thật ra các ngươi đã xem nhẹ một sự kiện, Lý Lão Ma bố cục tinh diệu như vậy, tập đoàn Lý Diệu của hắn đại thế đã thành, hắn muốn rời núi, lúc nào cũng có thể đi ra. Ta từng cẩn thận nghiên cứu truyện ký Lão Ma này, phát hiện hắn thích chơi nhất trò thời khắc nguy cấp, ra màn hoa lệ, dùng sách lực, chỉ mành treo chuông, ngăn cơn sóng dữ để mê hoặc lòng người. Thử nghĩ, nếu lão ma này thật sự có ý rời núi, vậy chờ lúc liên bang và đế quốc kịch chiến đang say sưa, làm ra cái hoa lệ trở về, đó là hoa lệ cỡ nào, trung động cỡ nào, có thể mê hoặc lòng người cỡ nào chứ? Hắc 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 hắc. Hàng bạc lăng, vương công cớ gì bật cười. Long Dương Quân, thật ngại quá, vừa nghĩ đến lão ma này âm hiểm giả dối, tính toán không bỏ sót như thế, vương mổ bó tay không có cách nào, đành phải bất đắc dĩ cười khổ. Hàng Bạc Lăng, Vương Công nói có lý, lão ma này nếu là thật sự chơi lộ số hoa lệ trở về này, huy vọng đó, tiếng tâm đó, công tích đó, đừng nói cái gì nghị trưởng liên bang, chỉ sợ bảo tinh diệu liên bang lập tức đổi thành đế chế, hắn làm khai quốc đại đế cũng dư giả, quả thực một tên hắc tinh đại đế thể lượng ít hơn, nhưng càng âm hiểm hơn nha. Long Dương quân cười khổ hắc 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 hắc, lại dùng khuỷu tay chọc chọc lý diệu, linh thú đạo hữu, chúng ta đều không ngờ lý diệu lão ma này sẽ khủng bố như vậy, ngươi thì sao, bây giờ cảm thụ thế nào? Bốt. Lý diệu không thể nhịn được nữa, xuề năm ngón tay, vỗ bàn thật mạnh, năm ngón tay đều khảm thật sâu vào mặt bàn kim loại, thậm chí lan đến gần bên cạnh, cũng nhấc lên từng vòng gợn sóng kim loại hình dạng bàn tay. Hắn huyết mạch sôi sụp, mặt đỏ tai hồng, bỗng nhiên đứng dậy, hướng mọi người trợn mắt nhìn. Các vị đạo hữu, các vị, đúng kế sách của lý lão ma này nếu là thật quả thật là tương đối khủng bố tương đối gian trá tương đối âm hiểm nhưng chúng ta những nguyên anh và hóa thần này ở cổ thánh giới lăng qua bò lại đánh hơn trăm năm từ trong núi thay biển máu lịch luyện ra cũng 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 không phải hạng người dễ chọc nha đảm phách của các ngươi đâu dũng khí của các ngươi đâu đạo tâm của các ngài đâu hừ xem bộ dáng các ngươi bị một kế sách nửa thật nửa giả dọa cho mặt như màu đất còn luôn mồm khủng bố như vậy cái trứng như vậy quả thực tăng trí khí người khác diệt uy phong mình làm bản thượng nhân quá thất vọng rồi các ngươi đều đối với lý lão ma này sợ như rắn chết nhưng linh thú thượng nhân ta không sợ hắn các ngươi nếu là ý chí chiến đấu tan rã chiến ý sa súc cứ tự tiện nhưng bản thượng nhân lại cứ muốn tìm đến hắn đấu một trận với hắn xem hắn ba đầu sáu tay mánh khóe thông thiên hay không huống chi huống chi huống chi muốn ta nói mặc dù hắn thật sự lợi hại như vậy cũng chưa hẳn là một chuyện xấu lý diệu chuyển giọng vừa gõ bàn vừa nói mọi người nghĩ cho rõ chúng ta cây cỏ đầu tường này rốt cuộc nên đầu nhập vào bên nào tất nhiên phải xem bên nào đối tốt hơn với chúng ta nhưng càng quan trọng hơn không phải vẫn cần xem bên nào cường đại hơn sao ai mạnh hơn chúng ta liền đầu nhập kẻ đó nếu không cho dù đưa ra điều kiện cao tới đâu cho chúng ta một khi bị diệt không thể thực hiện còn liên lụy của thánh giới chúng ta cùng chết, vậy lại có tác dụng cái quỷ gì? Đại thế trước mắt, tự nhiên là đế quốc mạnh, liên bang yếu, nhưng cụ thể đến biên Thùy Tinh Hải, cụ thể đến một trận chiến trước mắt này, nếu phương diện liên bang có lý lão ma một tuyệt thế kiêu hùng đa mưu túc trí, âm hiểm giả dối, tính toán không bỏ sót như vậy tọa trấn, chẳng phải là phần thắng lớn hơn sao? Mọi người ra ngoài tu chân, quan trọng nhất là theo đúng lão đại, vừa rồi nghe hàng đạo hữu nói hồi lâu, ta lại cảm thấy lý lão ma này không tồi không phải người như thế, chẳng lẽ các ngươi còn hy vọng người cầm lái tinh diệu liên bang, là thằng cha nhân từ nương tay, lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, ăn chay niệm Phật. Một câu đánh thức người trong mộng, đám đông nguyên anh cùng hóa thần ở sau khi hơi ngẩn ra, nhìn nhau, tất cả đều có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Cái này lại đúng, Linh Thứ Đạo Hữu nói có lý. Chúng ta ra ngoài, nói khó nghe chút, dùng lời nói quê mùa nơi đây nói vốn chính là đến ông đùi. Nghe vừa rồi hàng đạo hữu còn có linh thú đạo hữu phân tích như vậy, qua, wow, lý lão ma cái đùi này, thật sự là vừa to vừa khỏe vừa đen, tương đối đáng giá ông một cái. Không sai, có lão ma này tọa trấn, trận chiến cuộc khởi của liên bang mới, hẳn là vững vàng rồi. Đợi chút, nhưng mà, lão ma này khẩu vị lớn như vậy, có thể đem chúng ta cả da lẫn xương đều hoàn toàn cắn nuốt, một chút chỗ tốt cũng không lưu lại hay không? Ta luôn cảm thấy, cò kè mặt cả với lão ma khủng bố như vậy, hoàn toàn là bảo hổ lột da. Lý Diệu tức giận ngồi xuống, đem linh năng ngón chân cái ngưng tụ lại, hung hăng dẫm Long Dương quân một phát. Khụ khụ, khụ 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 khụ. Long Dương quân một lần nữa đứng lên, cố thở đều một hồi lâu, mới cười khổ nói, về điểm ấy, ta ngược lại nên nói lời công bằng cho Lý Lão Ma. Nhìn từ các vị đạo hữu vừa rồi phân tích, Lão Ma này chính là một tuyệt thế kiêu hùng giả tâm bừng bừng, lòng tham không đáy khẩu vị lớn vô cùng các ngươi cảm thấy ở sau khi đánh thắng trận chiến quật khởi của liên bang giả tâm của hắn sẽ chỉ ở đây cam tâm là một tên thổ hào nho nhỏ ở biên thùy tinh hải sống quãng đời còn lại như vậy sao không tuyệt đối không có khả năng hắn nhất định sẽ tiến quân tinh hải trung ương nhất quyết thư hùng với đế quốc thánh minh cuối cùng trở thành vũ trụ chi chủ các vị đúng không có lý đám đông nguyên anh và hóa thần đều gật đầu đổi là chúng ta có quyền thế cùng mưu lược như vậy của lý lão ma cũng tuyệt không cam lòng kẹt ở biên thùy tinh hải an phận ở một góc làm tên thổ hào nho nhỏ đã như vậy mục tiêu đỉnh cao của hắn là thế giới màu mỡ tinh hải trung ương lại há có thể tham bác bỏ mâm tùy tiện cắn nuốt của thánh giới chúng ta chứ long dương quân mỉm cười nói trước mắt cơ nghiệp của hắn mới thành lập nhưng mặc dù đánh thắng một trận chiến này đường chinh phạt tương lai còn rất dài, nếu chúng ta ở thời khắc mấu chốt giúp hắn một tay, cho dù chỉ vì ngàn vàng mua xương, mua chuột lòng người, hắn cũng sẽ hồi báo cổ thánh giới chúng ta gấp 10. Nếu không, về sau ai còn dám đầu nhập vào hắn, ai còn dám giúp hắn, ai tới giúp hắn thực hiện giả tâm lớn bằng trời chứ? Hắn quả quyết sẽ không mổ gà lấy trứng, tự tuyệt với người ta. Tóm lại, dùng lời nói quê mùa nơi đây. Các ngươi không tin nhân phẩm lý lão ma, cũng nên tin tưởng đầu óc hắn chứ nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha